Chương 281, Chế phục A Du Du Thiên tinh cơ võ học sinh cùng bên trong vé số cào giải nhất, tư vị kia cùng đoạt được ép thi đấu quán quân cũng kém không nhiều, đại khái toàn bộ học viện người đều tại trù bị như thế nào hoan nghênh vị này siêu cấp được hoan nghênh tiểu học muội Trực tiếp nhất kéo theo hiệu quả là, thiên tinh cơ võ trực tiếp học sức đệ nhất, triệt để lửa một thanh, có thể để cho ác lựa chọn hiển nhiên cũng không phải là trường học nhưng vì, cùng lúc đó, núp hào môn Dali gia tộc hướng thiên tinh cơ võ cấp A học viện quân sự quyên góp 10 tỷ, quyên góp mới lầu dạy học. Cũng thành lập học bổng, lập tức để thiên tinh cơ võ trở thành trung kỳ trường trung học thu nhận học sinh siêu cấp lôi cuốn. Chỉ cần nắm lại có thể cùng ác trở thành đồng học, thậm chí bạn học cùng lớp liền biết làm như thế nào tuyển. Cùng lúc đó, thiên tinh cơ võ hải ngoại du học sinh thỉnh cầu cũng là sáng tạo ghi chép. Một đoạn thời gian trước vừa cầm trong quý thi đấu quán quân Hải Long cấp S học viện đều bị ép không có động tĩnh. Luận thực lực đương nhiên là Hải Long càng mạnh, đồ vật cũng càng vững chắc, trên kỹ thuật xác thực có liệu, thậm chí ngân hà S cùng vĩnh hằng S hai đại siêu cấp học viện cũng rất tốt. Làm sao mọi người à, chỉ cần vừa nghĩ tới sân trường buổi hòa nhạc lại biến thành ác buổi hòa nhạc, nàng Phan Hâm Mộ liền muốn điên cuồng. Đối với ác hướng đi, đám fan hâm mộ vẫn luôn có suy đoán cùng chờ mong, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, tình huống của nàng sẽ không đi trường học, vô luận tại âm nhạc trên đường, còn là sau trưởng thành tiến vào truyền hình điện ảnh ngành nghề, cũng sẽ là một cái thần thoại, kép lơ chuyến đi về sau xuất liên tục hai bài kinh diễm tác phẩm, để vô số người bắt bẻ nhạc bình người cho ra khen ngợi, phong hồi lộ chuyển, lực ảnh hưởng lại lên một bậc thang. Đương nhiên nếu như muốn nhập học, Ngân Hà Học viện âm nhạc chính là cái kia một phần trăm khả năng nhưng mà ác chính là ác nàng vậy mà lựa chọn gia nhập trường quân đội ác cự tuyệt buổi học báo chờ một chút một loạt phỏng vấn chỉ là tại chính mình cá nhân trang chủ bên trên nhắn lại gửi lời chào trên thế giới người đáng yêu nhất bảo vệ gia viên các chiến sĩ đây là a du du từ đáy lòng mà phát tại kepler tại thời điểm nguy hiểm là dũng cảm các chiến sĩ cơ động bảo hộ bọn hắn mà lại cũng không có bởi vì một chút không tốt ngôn luận mà từ bỏ chức trách Thái Dương hệ nhân loại sở dĩ có thể hạnh phúc như thế sinh hoạt. Không phải là bởi vì vũ trụ có bao nhiêu hòa bình, tại hắc ám trong rừng, có người phụ trọng tiến lên. Nếu như nói ác đại ngôn ép thi đấu hay là có người cảm thấy không chuyên nghiệp, hiện tại triệt để đều thành phan hâm mộ, chỉ ít đổi thành người khác ở vào ác vị trí, là không cách nào làm ra quyết định như vậy, làm quân giáo sinh, sinh hoạt tuyệt đối không phải hài lòng. Nếu như nhan giá trị chính là chính nghĩa, cái kia nhan giá trị thêm tam quan chính là vô địch tổ hợp. Thiên tinh cơ võ học viện quân sự trang web cũng biểu đạt đối với ác hoan nghênh, đồng thời cũng khuyên bảo đám fan hâm mộ giữ vững tỉnh táo. Trường học có trường học nội quy trường học, phương diện này kỳ thật thiên tinh cơ võ không phải rất lo lắng, mặt trăng học sinh chỉnh thể tố chất vẫn là tương đối cao, đương nhiên, ác tình huống cũng tương đối đặc thù, không có khả năng thật giống học sinh bình thường như thế mỗi ngày lên lớp cụ thể an bài thế nào trường học phương diện cũng là sẽ xét xử lý, dù sao 10 tỷ không phải dùng để náo ao ước, dạng này nữ thần chỉ có thể bị ép cô độc, trong vũ trụ không ai xứng với nàng. Trong phòng ngủ, Mã Long nhìn xem cơ hội tất cả tin tức đều là liên quan tới ác cũng không chịu được hơi xúc động. Lại nhìn một chút chính mình trang chủ, khó, thật khó. Hạo ca, nếu như chúng ta đi mặt trăng, có thể dành thời gian đi thiên tinh cơ võ nhìn xem sao. Tả Tiểu Đường hỏi, hắn là từng đầu đem mỗi một cái hot sức đều xem hết, điểm lai like đại nhân, chỉ cần tán thưởng ác hắn đều sẽ điểm lai. Like. Dạng này nữ sinh quả thực để người bội phục. Vũ Tàng nói, nhưng vào lúc này lại là một cái đạn hỏa tiễn bắn thức hot sức đệ nhất, là ác thiên tinh cơ võ trường quân đội đồng phục định trang chiếu. Chết, chết, cái này trí mạng nhan giá trị, cái này nghịch thiên khí chất, ông trời ơi! Mã Long che lấy phù 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 trái tim nhỏ. Sân khấu bên trên ác đã là thiên biến vạn hóa, khả nhu đẹp nhưng vũ mị, nhưng cùng quân trang loại kia đột nhiên khí chất tăng lên, tự hồ cũng không đáng giá nhắc tới, băng lãnh nhỏ biểu lộ, ánh mắt kiên định, lóng lánh ánh sáng. Đầu óc ông ông. Thiên tinh cơ võ học sinh hạnh phúc chết, chúng ta cầm thành tích tốt, có thể hay không chuyển trường. Tạ tiểu đường mê mẩn trừng trừng nói. Ha ha, ngươi làm long hiệu trưởng sách bất động thương sao mã long bất đắc dĩ nhún nhún vai lý hạo nhìn xem a à, du du nghiêm túc nhỏ mô hình dạng nha đầu này nghiêm túc quá đáng yêu xem ra kepler chuyến đi còn là cho nàng rất lớn cảm xúc thật là một cái thông minh lại thiện lương nha đầu đúng vậy a à, nếu như nàng đến chúng ta thiên kinh cơ võ liền không cần lao lực như vậy lý hạo cũng là khó a à, nếu như như vậy liền có thể mỗi ngày cùng một chỗ hiện tại còn là cách cách xa vạn dặm không biết lúc nào là cái đầu bỗng nhiên trong phòng ngủ bầu không khí không thích hợp lý hạo ngẩng đầu làm sao rồi hạo ca ngươi cũng đừng cấp trên ác không thuộc về phàm nhân chỉ có thể nhìn từ xa tuyệt đối đừng nhớ thương mã long nói từ khi biết đến nay lý hạo chính là cái phi thường tỉnh táo hiện thực người đây là hiếm thấy nhìn thấy hắn lại như vậy không thực tế khụ khụ ta tùy tiện nói một chút Lý Hạo đầu óc thanh tĩnh, Mã Lão Sư, ngươi đây là nhầm vào ta, các ngươi cũng nói, làm gì liền đem ta lựa đi ra. À, đúng vậy a, à, ác không có khả năng coi trọng ngươi, ha ha. Mã Long cười nói, Vũ Tàng cùng tả tiểu đường cũng là cười gật gật đầu. Lý Hạo mắt trận trắng, cái này đều cái gì huynh đệ. Cái này xung quanh là thuộc về ác, không người nào có thể ngăn cản, khải hoàng rốt cục hoàn thành, vàng chúng chờ mong, tinh hoa thư các xuất ra đầu tiên trực tiếp quanh động Thái Dương Hệ. Đây là ác lần thứ nhất liên quan đến chiến tranh đề tài, Thái Dương Hệ bị chiến hỏa vây quanh. Hồi hộp âm nhạc vang lên, cấp bách tiết tấu, chèn ép không khí, đều ám chỉ cục diện nguy hiểm. Trên chiến trường hỗn loạn, một cái chiến sĩ cơ động cô độc đối mặt như thủy triều cự trùng, ti tan đao đã đứt, cơ giáp thủng trăm ngàn lỗ, phi công đã bản thân bị trọng thương, đối mặt điên cuồng cuồng loạn cự trùng, liếc mắt nhìn dán tại trong cabin ảnh chụp, kia là người nhà của hắn, hắn người phải bảo vệ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, một giây sau, âm nhạc cao vút, chiến sĩ bao phủ ở trong cự. Trùng, một tiếng kinh thiên động địa nổ tung, hỏa diễm trùng thiên, chiến tranh tàn khốc. Âm nhạc tiếp tục đi cao, lúc này, càng nhiều chiến sĩ cơ động gia nhập chiến trường, đối mặt gấp trăm lần số lượng địch nhân, không sợ hãi. Phía sau bọn hắn chính là nhân loại quê hương, thân là chiến sĩ bọn hắn không thể lui bọn hắn là nhân loại một đạo phòng tuyến cuối cùng. Không trung chiến hạm từng chiếc từng chiếc vẫn lạc, mặt đất cơ giáp còn tại máu và lửa bên trong chiến đấu, âm nhạc cao trào, ác đơn âm vang lên, trực tiếp đem tất cả mọi người linh hồn thay vào. MV không có kết cục, chỉ có các chiến sĩ anh dũng. Gửi lời chào người vĩ đại nhất. Ác không có chút hồi hộp nào nghiền ép tất cả mọi người. Đây là thuộc về nàng cùng đám fan hâm mộ ngày lễ, tại loại nhân loại này sinh tồn đại nghĩa trước mặt cái khác loại hình ca khúc đều nhưng lại rối trí thất sắc có lẽ cũng chính bởi vì loại này cảm ngộ nàng mới quyết định tham quân trường quân đội học sinh kỳ thật khá cao ngạo nhất là mặt trăng người mặt trăng chỉnh thể tố dưỡng đặc biệt cao sẽ đi thưởng thức nhưng phá lệ mê luyến rất khó tại thiên tinh cơ võ thiên chi kiêu tử nơi này càng là như vậy nhưng ác không có chút nào ngoại ý muốn đánh vỡ cái này định luật đến không hết người tại thiên tinh cơ võ phòng huấn luyện bên ngoài mặc dù duy trì khoảng cách nhất định thế nhưng là loại kia cuồng nhiệt vẫn là không cách nào ức chế có thế không trọng đạo đi vào đại khái chính là lớn nhất khắc chế thiên tinh cơ võ đội viên cả đám đều vui cùng chó xù phe mân an bọn hắn huấn luyện phá lệ ra sức mấy ngày nay bọn hắn hạnh phúc sống ở trong mộng chỉ là đội trưởng quá tàn nhẫn đều không cho bọn hắn cùng ác hợp cái ảnh tàn nhẫn tàn khốc bạo quân trong phòng quan sát vừa huấn luyện xong Tita lau mồ hôi, có chút ghét bỏ nhìn xem A Du Du, ngươi nói ngươi là không phải kiếm chuyện chơi, thật tốt ngân hà học viện âm nhạc không đi. Tới đây kiếm chuyện, cái này lúc nào là cái đầu. Nhìn xem phía ngoài phan hâm mộ, còn có các loại biểu ngữ, đây là tăng cường quản lý cùng khắc chế dưới tình huống, nếu là không khắc chế cái gì sẽ là cái dạng gì. A Du Du cười cười, nhìn trời một chút tin tức, lại nhìn xem Tita, ta, ta làm hoạt náo viên còn là rất xứng chức. ta nhìn ra được A Du Du cười có chút kỳ quái, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, có phải là có người quấy rối ngươi, là ai, ta đánh chết hắn. A Du Du vội vàng khoát khoát tay, không có, làm sao lại có ngươi tại, không ai dám. Ha ha, ta làm sao không cảm thấy đây là tại khen ta đâu. Đám này tiểu tử thúi, cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ. ta cười nói, a du du chuyện này huyên náo rất lớn trong nhà mặc dù đồng ý đề phòng biện pháp cũng đã làm nhiều lần một điểm rất trọng yếu chính là ti ta cũng tại cứ việc nàng không có như vậy vui lòng quản chuyện này cần phải thả a du du đi địa phương khác lại không quá yên tâm ti ta tỉ ngươi nói một người ba ngày lẻ sáu cái giờ năm mươi tám phân không cho ngươi gửi tin tức bình thường sao a du du đột nhiên hỏi ti ta có chút ngốc cái gì loạn thất bát tao chẳng lẽ là lý hạo Hai người các ngươi lại tốt rồi Chúng ta vẫn luôn rất tốt A-du-du à, du nói Thế nhưng là ta có chút kỳ quái Ta có thể cảm giác được hắn rất thích ta Thế nhưng là vì cái gì hắn có thể ba ngày nhiều không liên hệ ta đây Chẳng lẽ không nghĩ ta sao Ti ta nhìn xem nghiêm túc suy nghĩ A-du-du à, du. Trong lòng thật là bốc lên Gần sống Cắn răng Đây đều là cái gì A à? liền cái này Ngươi vừa mới nghĩ cái này Đúng A à có phải hay không là ảo giác của ta, hắn khả năng không có như vậy thích ta, thật nhiều lần cũng đều là ta trước liên hệ hắn, hoặc là ta hỏi một chút. A à, du du nhìn lên trời tin tức. Ti ta một thanh đập đi cái kia bàn tay nhỏ trắng noãn, suy nghĩ gì, liền hắn, ngươi vừa ý là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí. Ta nói cho ngươi, hắn không liên hệ ngươi, không cho phép cho hắn gửi tin tức, nằm nhân không thể nuông chiều. Nhưng, là ta nói gần nhất có chút bận biểu, không thể cùng hắn video, hắn có phải hay không là bởi vì cái này. A à, du du có chút do dự. Ti ta gõ gõ A à, du du cái ót, không thể video, còn không thể gửi tin tức sao, lại nói, có thể hay không là sự tình của ngươi, có đánh hay không là sự tình của hắn, gia hỏa này tam quan bất chính, ngươi không cần để ý hắn, để hắn sốt ruột sốt ruột. Có lẽ, học trưởng bề bộn nhiều việc đâu. A à, du du có chút ít xoắn suýt bận biểu cái gì, một cái tam lưu chiến đội. Ta đều không có bận rộn như vậy, ta nói cho ngươi, không cho phép trước liên hệ. Ti ta chống nạnh nghĩa chính ngôn từ nói. Thiên kinh cũng là trong quý thi đấu trước mười, A à, Du Du nhỏ giọng nói. Chương 282, không hiểu lý ca tâm. Hừ, trước mười cũng là tam lưu, ta nói tam lưu liền tam lưu, không nhìn được nhất hắn cái kia hững hờ bộ dáng chảnh cái gì chứ đừng nói ngươi là ác dù cho phổ thông nữ hài tử cũng phải có tôn nghiêm ti ta cắn tiểu ngân răng nói hiện tại cứ như vậy tương lai còn phải không thể bị hắn xem thường được rồi được rồi biết a à, du du cũng không biết ti ta chỗ nào đến như thế lớn khí đại khái lần trước trả tiền lại oán niệm vẫn chưa xong nhị ca cũng thế chút tiền này cũng trả là có chút vũ nhục người ta muốn đi huấn luyện, ngươi nhiều làm quen một chút chiến đội tư liệu. Nói ti ta đi hướng cổng, trước khi ra cửa vẫn không quên quay đầu trừng A Du Du liếc mắt, không cho phép trước liên hệ. A Du Du vội vàng buông xuống điện thoại, cười gật đầu. Thiên kinh cơ võ huấn luyện nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, không riêng gì thiên kinh cơ võ, cái khác các đại quân trường học cũng giống như vậy, áp dụng âm nhạc đạt tới linh hồn cộng minh, lần này ép thi đấu chính là thái dương hệ lửa nóng nhất nhất kích liệt chiến đấu, EMP Quang phương cũng là trong bụng nở hoa, EMP thật là siêu cấp sân khấu, nhưng nếu như nói có người có thể mặc sát EMP, cái kia ác liền một trong số đó. Đương nhiên song phương hợp tác cũng là lẫn nhau thành tựu, không nói những cái khác, để ác có linh cảm mới cùng tiến hóa chính là một chuyện tốt. Tả tiểu đường cơ hồ là mỗi ngày nghe khải hoàng huấn luyện, gọi là một cái tinh thần gấp trăm lần. Đương nhiên tại A-du-du chế bá thời điểm, cũng phát sinh rất nhiều chuyện, tỷ như siêu phạm cơ giáp tiếp tục chú ý, thực chiến tính thảo luận, cùng EMP lúc nào rời khỏi siêu phạm cơ giáp, còn có năm nay S thi đấu đến cùng có thể hay không sử dụng siêu phạm cơ giáp, tất cả những thứ này đều vẫn là ẩn số. Kỳ thật các đại quân trường học cũng có thảo luận. Tỉnh táo mà nói, tương lai khẳng định là siêu phạm cơ giáp thời đại, nhưng trước mắt phải chăng có thực chiến tính còn cần khảo nghiệm, kiểu mới cơ giáp thực dụng hóa là có một bộ lưu trình còn quan hệ đến các liên bang quốc phòng vấn đề, EMP trên bản chất thuộc về Thái Dương hệ liên minh cộng đồng giám thị, phải chăng tại trên lần giải thi đấu này dẫn vào siêu phạm bên trong cơ giáp bộ tranh luận cũng tương đương kịch liệt. Đương nhiên đây không phải trường quân đội phương diện có thể tham. Dự. Thiên kinh cơ võ bên này cũng có lớn tin tức, Long hiệu trưởng vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt một mặt mộng bức lý hạo. Lý đội trưởng thật là đại thủ bút, đại năng lượng, bội phục lý hạo vô ý thức lui ra phía sau một bước hiệu trưởng đại nhân chúng ta thật tốt nói chuyện ngươi dạng này ta rất hoảng long đang ni lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười không hoảng hốt không hoảng hốt bạn tốt của ngươi thật rất nhiều bằng hữu như vậy càng nhiều càng tốt à hải long mời tới rồi lý hạo hiểu được không sai hải long học viện hướng chúng ta khởi xướng huấn luyện thi đấu mời đồng thời sẽ gánh chịu thiên kinh cơ võ tất cả nhân viên tham dự chi tiêu cũng cung cấp tư nhân phi thuyền đưa đón. Đồng thời học viện cũng sẽ được đến 100 triệu mời phí, lý hạo, làm tốt lắm. Long Đan Ni không che giấu chút nào chính mình cao hứng cùng. Đắc ý, gần nhất nàng vì siêu phàm cơ giáp sự tình cũng rất cấp trên, mặc kệ lần này EMP có thể hay không dùng, trước tiếp xúc một chút tóm lại là tốt, một cái khác chính là S thi đấu huấn luyện đối thủ sự tình, đến S thi đấu, cũng không phải là địa cầu nội chiến, nhất định phải có cái khác liên bang huấn luyện thi đấu đối thủ, thả tại ép thi đấu phương diện, thiên kinh cơ võ tương đối xấu hổ, Long Đan Ni đã vấp phải trắc trở nhiều lần. Chỉ là trở ngại hiệu trưởng Tôn Nghiêm không có có ý tốt nói, chỗ nào nghĩ đến hôm qua Hải Long học viện liền nhất lên mời, mà lại là Hải Long đội trưởng nhất lên. Loại này chính thức mời đồng dạng đều là kẻ yếu hướng cường giả mời, chẳng những muốn cung cấp ưu cầm huấn luyện điều kiện, còn có cho ra trận phí, đối phương đều không có cò kè mặt cả, trực tiếp khai trừ trên cùng điều kiện, quả thực là đem Long đang Ni kinh hỷ xấu, mà lại Hải Long là năm nay núp trong quý thi đấu quán quân, cái này mời cũng sẽ đề cao thật lớn thiên kinh cơ võ lực ảnh hưởng, nhất là tại USE nội bộ lực ảnh hưởng. Dù sao, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Cảm giác thiên kinh cơ võ thời đến chuyển vận, gần nhất tình thế cản cũng đỡ không nổi. Hiệu trưởng đại nhân, đây đều là ta phải làm. Lý Hạo vội vàng khiêm tốn nói. Long Đan Ni hài lòng gật đầu, chỉ thích như vậy người trẻ tuổi, trừ cái đó ra, Solomon tập đoàn hướng trường học quyên góp 500 triệu, nghe nói U đơ Vương Tử cùng ngươi cũng là hảo bằng hữu. Lý Hạo ngẩn người, cái gì? Ngươi không biết. Long Đan Ni kỳ quái hỏi. Lý Hạo khóe miệng co quắp trúc lấy miễn cưỡng nở nụ cười, xem như thế đi. Những người này đều làm sao vậy, vì cái gì không trực tiếp quyên cho chính mình? ta nhìn ngươi thế nào biểu lộ không quá cao hứng a. À? Long Đan Ni trêu chọc nói. Báo cáo, ta vô cùng vô cùng vui vẻ, ta sẽ cố gắng. Rất tốt, cùng các đội viên chuẩn bị một chút, lần này Hải Long Học viện tổng cộng mời 8 chi đội ngũ, đều là tứ đại liên minh đỉnh tiêm chiến đội, ép thi đấu đối thủ, giữ vững tinh thần đến, chỉ có hiểu rõ đối thủ mới có thể chiến thắng đối thủ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Long Đan Ni hưng phấn vỗ tay một cái. Lý Hạo thật muốn về một câu, có thể hay không không muốn như vậy tin tưởng ta. Rời đi phòng hiệu trưởng, Lý Hạo ngửa đầu nhìn qua trời quang mây tạnh, nội tâm lại là không uống lục uống lục. Vì cái gì những người này cũng đều không hiểu chính mình đâu? Còn là chính mình phương thức biểu đạt có vấn đề? Chẳng lẽ còn không đủ trực tiếp sao? Lý Hạo cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cuối cùng đem gần nhất vấn đề đều giải quyết. Sa mạc ốc đảo U đơ học viện xa hoa phòng huấn luyện, các đội viên cũng đang tiến hành tinh thần rèn luyện, bọn hắn đã dẫn vào mới thiết bị, có thể mỗi ngày đo đạt hoàng kim dung tăng trưởng tình trạng, bao quát ổn định độ, sóng ngắn đường công, còn phân phối chuyên môn nhân viên nghiên cứu khoa học kịp thời theo vào, đương nhiên đối với mặt trăng đẩy ra tứ đại tinh thần hệ cơ bản kỹ năng cũng làm chuyên nghiệp phân tích. Solomon cởi trần, xoa xoa mồ hôi trên đầu, lần này có thể đi vào ép thi đấu còn là dính lý ca ánh sáng, uder chiến đội thực lực ngay tại có thể lên nhưng xuống trực tuyến, thuộc về loại kia sẽ bị cực đoan nhằm vào nhấn đánh loại kia, cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm, uder chiến đội bị nhằm vào phi thường lợi hại, nhưng nhìn đến lý hạo cùng Solomon chuyện trò vui vẻ về sau, loại này nhằm vào liền biến mất, chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng những chiến đội khác tiến hành áp chế, uder đội viên là giỏi nhất cảm nhận được điểm này. Trong quý thi đấu cũng không phải là đơn giản kiểm tra. Trừ chiến đội thực lực, còn có các loại tiểu đoàn thể cùng đội hình tiến hành khống phân chèn ép, Uder cũng không có cái gì trận doanh, nhưng lý Hạo lộ diện một cái, liền có, không bị nhầm vào dưới tình huống, Uder trình độ vẫn phải có. "Đội trưởng, ta cảm thấy làm gì không đem tiền trực tiếp cho Lý ca, để hắn dùng cho chiến đội không tốt hơn, cho trường học nhiều phiền phức, còn không thể hiện được thành ý của ngươi?" La tính từng ngụm từng ngụm uống vào dịch dinh dưỡng, loại này mới phối phương là thật là khó uống. Solomon giống nhìn thằng ngốc trừng mắt liếc la tính, một bên xét cười. Đội trưởng là biểu đạt cảm tạ, người kia là vũ nhục người, cũng không nghĩ một chút lý ca là dạng gì tồn tại, hắn sẽ quan tâm loại này vật ngoài thân. Trải qua một lần trong quý thi đấu, đám người gọi lý ca kêu nhưng liệu kỳ thật dù cho đến trong quý thi đấu kết thúc, bọn hắn yên nguyên không biết năm đó xảy ra chuyện gì nhưng là liền triều thanh long loại tồn tại này đều có thể đánh phục là bọn hắn tận mắt nhìn thấy thăm bất khả trắc mà thần bí lý ca kia là ngưỡng mộ núi cao thần các ngươi từng cái tự mình gọi gọi cũng liền thôi đừng làm thợ săn trước mặt bọn hắn thế nhưng là đồng thủ không đồng khẩu solomon nói biết rồi đội trưởng coi như chúng ta cũng là người một nhà a à, vẫn là đội trưởng anh minh người khác còn không biết thời điểm trước hết thành lập tốt quan hệ, ánh mắt như đuốc. Ngươi sẽ không vuốt mông ngựa liền đừng vuốt, đội trưởng của chúng ta đây là anh hùng tiếc anh hùng. Ca, ta sai, ngươi sẽ nói nhiều lời điểm. Đám người cười to, tiến vào ép thi đấu đối với Uder học viện đến nói cũng hoàn thành trận đấu mùa giải mục tiêu, còn lại chính là có thế vọt tới trình độ gì tính là gì trình độ, đối với bọn hắn đến nói, bọn hắn có thể tận mắt nhìn Lý Ca đến cùng có thể đi đến trình độ gì tại điện thoại cá nhân trang chủ xếp hạng bên trong, ác không hề nghi ngờ độc chiếm vị trí đầu, mà lại cùng đằng sau kéo ra một cái vị diện, trước kia còn là có khiêu chiến, nghiệp nội cái khác ngành nghề, nhưng bây giờ đều không còn, ác tương lai muốn đối mặt đại khái chỉ có đi qua chính mình, như thế nào siêu việt chính mình. Con rối biến mất một đoạn thời gian rất dài, cá nhân trang chủ nhiệt độ cũng giảm xuống không ít, đương nhiên còn lại chính là trung thành nhất phan hâm mộ, yên nguyên có không ít người mỗi ngày đánh thẻ, dù sao siêu phạm cơ giáp đi ra emp nghe nói sẽ trước ra kiểm tra khu con rối đối mặt siêu phạm cơ giáp còn có thể đánh sao hoặc là nói con rối có hay không sẽ dùng siêu phạm cơ giáp gần nhất có một cái nóng nhất đặt câu hỏi con rối thần cộng khoai tây ba huynh để có thể hay không đánh bại siêu phạm cơ giáp phía dưới thảo luận cũng phi thường nổ tung dù sao siêu phạm cơ giáp thông qua kiểm tra cùng trước mắt hiện ra đều là không gì sánh kịp tính năng nghiện ép có thể xưng giảm chiều không gian đã kích, mà phía trước chiến đấu đã chứng minh, tại đối mặt đỉnh tim cao thủ thời điểm, khải hệ ba huynh đệ tính năng đã theo không kịp, nhất là cùng Romero một trận chiến nhìn có thể xưng kinh tâm động phách. Liền kém như vậy ném một cái ném, mặc dù cuối cùng chiến thắng, nhưng cũng là bởi vì chỉ có vũ khí sử dụng 23, mà siêu phạm cơ giáp là có được K23 Morafi hệ thống, liền tính toán bàn sau có thể thắng máy tính đồng dạng. Bình thường lý trí, đây là không cần thảo luận, trình độ không sai biệt lắm dưới tình huống, toàn thắng, nhưng là tại con rối nơi này liền không giống, rất nhiều người yên nguyên cho rằng con rối sẽ thắng, mà bộ phận này người bị người phản đối xưng là phan cuồng, song phương ầm ý túi bụi. Lúc đầu đây đều là tại phạm vi nhỏ thảo luận, hoặc là con rối nội bộ lý trí phái cùng tín ngưỡng phái biện luận. Nhưng theo một cái điểm lai, like, nháy mắt ra vòng. Thiên kinh cơ võ sân huấn luyện mọi người ngay tại hừng hực khí thế huấn luyện, đàm tử diên cùng lục linh tiêu tại ghi chép mỗi người sống tinh thần đoạn cùng thân thể cơ năng biểu, hội chế thành bản khai về sau làm số liệu tổng kết, cung cấp cho các đội viên tham khảo, đây cũng là đỉnh tiêm học viện tình huống, đơn thuần dựa vào trực giác huấn luyện, còn là dễ dàng đi đường quanh co. Tử diên, đến mặt trăng chúng ta cùng đi mua quần áo đi, ta đã chọn trúng mấy món kiểu mới, à, mạng mạng đây là cho chúng ta đề cử cái gì? Nói là mặt trăng đặc sắc lục linh tiêu phá lệ nhảy cẩn nàng cũng không nghĩ tới chính mình chuyến thứ nhất mặt trăng hành trình là theo chân chiến đội cùng một chỗ tốt chỉ cần thời gian cho phép đàm tử diên cũng muốn giải sâu một chút đồng thời mở mang kiến thức một chút cái khác liên bang đỉnh tiêm chiến đội đây đều là đề cử cái gì a à? nữ nhân này sắp điên lục linh tiêu mở ra về sau nháy mắt mặt đỏ tới mang tai đưa cho đàm tử diên xem xét gần đây tương đối bình tĩnh tử nhiên một vòng đỏ ửng đều nhuộm đến trắng noãn cái cổ. Mẫn cảm thể chất. Chương 283, Cùng Phong Đao Nhìn xem tả tiểu đường huấn luyện biểu, sắp xếp tràn đầy, hắn cùng Mã Long, chu nại nhất còn tại làm cơ giáp đối chiến huấn luyện, mặc dù siêu phạm cơ giáp còn không thể sử dụng, nhưng thông thường cơ giáp huấn luyện cũng không thể rơi xuống, Hiệu trưởng cũng nói, đối với S11 cơ giáp hộ giới hạn trước mắt còn không có ra kết quả, tranh luận phi thường kịch liệt, để bọn hắn dựa theo thông thường trạng thái huấn luyện. Rất chân thành, tả tiểu đường thiên phú phi thường tốt, chỉ là không quá tự tin. Đàm tử viên cười nhìn xem lục linh tiêu, người có muốn hay không cho hắn một điểm cổ vũ. À, ta không phải một mực đang khích lệ a. À? Lục linh tiêu hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cái này nếu là đổi thành thịnh mạng khẳng định phải trêu chọc một chút, đàm tử duyên nhếch miệng mỉm cười, ba nữ sinh đối với lần này mặt trăng chuyến đi cũng phi thường chờ mong, khả năng các đội viên sẽ bận rộn, các nàng kỳ thật còn tốt, cảm giác chính là lữ hành. Trong sân huấn luyện chu nại nhất rõ ràng cảm giác được vũ tàng hoàn toàn không tại trạng thái. Vũ tàng, hai ngày này sai lầm hơi nhiều, xảy ra vấn đề gì, nói ra mọi người phân tích phân tích. chu nại nhất hỏi. Cái gì, sai lầm nhất tỷ ta đều sắp bị đánh tự bế cái này còn sai lầm mã long hét lên hắn mới vừa cùng vũ tàng đối luyện ba cục bị hoàn ngược ba cục cái này vừa kết thúc liền nói bên thắng trạng thái không tốt người khác không còn ta cũng không rõ lắm lần trước hạo ca nói ta hẳn là nội liễm năng lực mà ta có thể là càng buông thả càng mạnh thế nhưng là ta luôn cảm thấy chỗ nào chỗ nào không thích hợp có chút buồn bực vũ tàng chi tiết nói vậy ngươi làm gì không tìm lý hạo hắn ở đâu nhất tỷ ngươi đến quản quản hắn cũng không biết ban đêm đều đang làm gì còn đang ngủ mã long cười trên nỗi đau của người khác nói có thể là ta ngộ tính quá kém vũ tàng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu chu nại nhất cũng không có quản cái kia một bộ trực tiếp bấm lý hạo điện thoại lý hạo cũng là vừa mới kết thúc một vòng đào mỏ đánh răng rửa mặt nhà nhà phi bọn này chó côn trùng quả thực cùng hung ác cực chẳng phải đi vào qua một lần sau hiện tại là trọng binh trấn giữ, thử nghiệm thật nhiều lần đều bị phát hiện thế nhưng là bên ngoài rất khó phát hiện kết tinh thành hình thể mặc dù không cần tìm giống như a du du lớn nhưng tóm lại cũng không thể quá keo kiệt a à, thật là khó đào ba ngày đào cái tịch mịch còn mệt hơn gần chết lớp trưởng đại nhân cái gì vậy ngươi đang làm gì chu nại nhất hỏi đánh răng rửa mặt một hồi đi ăn cơm ha ha đội trưởng đại nhân ngài duy nhất nhớ kỹ có phải hay không chính là ăn cơm lý hạo một trận ho khan bọt biển đều phun tới xảy ra chuyện gì rồi lập tức đến sân huấn luyện có chuyện gì tốt tốt ta lập tức đừng có gấp lý hạo ba thanh hai thanh chùi chùi mặt liền liền xông ra ngoài mã long giơ ngón tay cái lên còn tốt có người có thể trị trị hạo ca bọn hắn nơi này liều sống liều chết, mỗi ngày ngủ nướng, cái này cùng thực lực không quan hệ. Không phải đã nói muốn đồng cam cộng khổ sao? Một bên thành không hại há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chu nại nhất. Chu nại nhất cũng cảm nhận được thành không hại ánh mắt kinh ngạc, có chút ngượng ngùng. Gia hỏa này cái gì cũng tốt, chính là quá lười nhát, ta bình thường không hung. Vũ tàn bọn người liếc nhau, thổi phù một tiếng đều bật cười chu nại nhất mặt cũng đỏ làm gì chẳng lẽ ta bình thường rất hung sao đám người tiếng cười càng lớn chỉ có thành không hải có chút kính sợ nhìn xem chu nại nhất khó trách kevin ca nói cho hắn nhất định phải tôn kính nhất tỷ không phải không có quả ngon để ăn quá dọa người nhất tỷ quá lợi hại thành không hải xuất phát từ nội tâm bội phục nói ở trong nhận thức của hắn dám như thế cùng nhị ca nói chuyện một phần cỏ đều cao mấy trượng Mã Long Vỗ Thành không hại bả vai, ngươi không biết, lớp trưởng đại nhân theo thời điểm năm thứ nhất đại học liền thường xuyên sách ông Hạo Ca, ta cảm giác đã hình thành phương diện tinh thần khắc chế. Lý Hạo vội vàng đuổi tới, trên mặt còn mang theo không có lau khô bong bóng, nghe xong cái này, nháy mắt im lặng, hắn còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì. Một câu nói của ngươi. Đem vũ tàng làm trong ngoài không phải, đầu óc quay cuồng, ngươi phải chịu trách nhiệm giải quyết, đây là đại sự. Chu nại nhất nói nghiêm túc, đối với loại này vung tay đội trưởng liền phải cầm nhỏ roi ra cuộc nhắc nhở. À, còn không rõ ràng lắm. Lý Hạo nhìn xem Vũ Tàng. Vũ Tàng có chút không có ý tứ gãi gãi đầu, ta cảm thấy ta rõ ràng, thế nhưng là một luyện thành không rõ. Ngươi đem Vũ Tàng đều làm hồ bôi, không cho phép trang, muốn lấy ra minh sát mạch suy nghĩ, không phải không cho phép ăn cơm. Lý Hạo khóe miệng co quắp trúc mấy lần ban trưởng am hiểu nhất đe dọa đến, Vũ Tàng, chúng ta luận bàn một chút. Trong sân huấn luyện, Vũ Tàng cùng Lý Hạo một người một thanh ca 23 Titan đao đánh thẳng bay lên, Vũ Tàng một đường điên cuồng tấn công, đã tiến vào đỏ đồng trạng thái, Lý Hạo yêu cầu đem lực lượng khống chế tại đỏ đồng. Gió bảo chi lực dưới sự gia trì phối hợp thêm vững chắc đao pháp cơ sở quả nhiên là vạn phúc mạc đương khí thế, Lý Hạo Titan đao đang không ngừng ngăn cản, tiếp tục một đoạn thời gian, Lý Hạo để Vũ Tàng toàn lực thi triển, đem kỹ thuật cùng tinh thần lực kết hợp phát huy đến cực hạn, thế nhưng là chính là không đánh tan được Lý Hạo phòng ngự đao trận, nếu như nói Lý Hạo dùng lực lượng mạnh hơn cũng liền thôi. Nhưng Lý Hạo từ đầu tới cuối duy trì giống nhau trạng thái. Dần dần chu nại nhất bọn người nhìn ra vấn đề, vũ tàng lúc đầu phong cách là truyền thừa cổ võ ổn nhất trầm ổn đánh vũ gia phong cách, thế nhưng là phong lực mang tới biến hóa, cải biến tất cả những thứ này, gió bản chất còn là hoặc trôi đi hoặc cuồng bạo cùng vũ tàng cơ sở phát sinh nhất định xung đột đây cũng là vũ tàng lực lượng cũng không có đắc đạo thực chất tăng lên địa phương một khi gặp được cao thủ ngược lại không phát huy ra được đương nhiên nhìn ra vấn đề không tính là gì như thế nào giải quyết mới là nan đề hoàng kim dôn mang đến diễn sinh năng lực không xứng đôi đây đúng là cái đầu đau sự tình cũng không phải chính mình có thể chọn tỷ như mã lão sư hắn ước gì cùng vũ tàng chậm rãi gió nam vui vẻ khó có thể tưởng tượng nhưng hắn hết lần này tới lần khác là cái vú em Oanh Lý Hạo cũng cảm nhận được Vũ Tàng cảm xúc nông nóng Một kích đẩy đau Ti Tàn đau đánh vỡ khe hở trực tiếp cắt vào trung môn Vũ Tàng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người Lui nhanh Nhưng là Lý Hạo đau đã điểm đến trước mặt Liền phản ứng đều chậm một điểm Vũ Tàng cũng là có chút buồn bực Hắn cảm giác chẳng những không trở nên mạnh mẽ Ngược lại là yếu đi Về nhà lão gia tử không nói ngươi sao Lý Hạo buông xuống ti tan đao nói. Gia Gia nói, ta bị lực lượng điều khiển, mà không có điều khiển lực lượng, thế nhưng là Gia Gia cũng không hiểu được Hoàng Kim Dôn. Ha ha, gừng càng già càng cay, Hoàng Kim Dôn chỉ là một loại lộ ra tính, năng lực cũng là một loại kéo dài, bản chất là không thay đổi, người bây giờ luôn muốn đem năng lực phát huy đến cực hạn, cái phương hướng này là không đúng. Hạo ca, tương lai là siêu phàm cơ giáp thời đại, năng lực là đòn sát thủ, những người khác cũng là dạng này, ta không rõ. Vũ Tàng là thật không rõ. Hắn cố gắng cường hóa siêu năng lực, cũng muốn sáng tạo giống Triều Thanh Long lực lượng như vậy, chẳng lẽ là sai? Ngươi không giống, kỳ thật ngươi có được tốt hơn cơ hội, chúng ta cổ võ tinh thần cảnh giới bác đại tinh thâm, đây mới thực sự là luyện hồn thảnh thơ chi pháp, khám phá biểu hiện trực chỉ bản chất, loại này lý giải đối với lực lượng là vạn pháp quy nhất, siêu năng là một con đường, nhưng đại lộ chỉ lên trời, trăm sông đổ về một biển, Lý Hạo suy nghĩ một chút hết sức giải thích, không cần quản siêu phàm cơ giáp, K-23 có thể thể hiện là nhân loại bản chất lực lượng. Bên ngoài lộ vẻ lực lượng cùng nội liễm lực lượng đều có thể hiện ra, vô luận lần này S thi đấu có dùng hay không siêu phàm cơ giáp, vũ gia cổ võ tinh túy dùng tốt. Hạo ca, ngươi nói quá mơ hồ, tại rơi xuống đất một điểm, để chúng ta có thể nghe hiểu có được hay không? mã long nói hoa này bên trong hồ trạm canh gác một đống lớn nhìn xem vũ tàng đã càng mộng Người đem gió tưởng tượng thành đao dung nhập đao gió ngự đao đao mang gió một thể vô hình lại nhưng thiên biến vạn hóa lý hạo đừng chỉ nói không luyện để chúng ta nhìn xem chu nại nhất cũng không nuông chiều lý hạo mau bệnh lý hạo bất đắc dĩ ta cái này cùng vũ tàng không giống lắm nhưng phù hợp cổ võ áo nghĩa nói cầm lấy ti tan đao đao vào vỏ, tay chậm rãi nắm chặt, ánh mắt có chút trung lên, toàn bộ sân huấn luyện không khí nháy mắt ngưng kết. Đột nhiên một cái cất bước, bóng người biến mất, một giây sau ti tan đao vung ra, đao mang lóe lên, sóng đao đã vào vỏ, Lý Hạo cười cười, đại khái chính là ý tứ này. Vũ tàng đồng lỗ kịch liệt co vào, đại não phản phất đứng máy, hắn thế giới bị phá vỡ, làm hoàng kim dung xuất hiện một khắc này, hắn coi là cổ võ đã bị đào thải, là đồ cũ, Gia Gia đã từng nói qua. Cổ võ tu cũng là tâm, thế nhưng là hắn nghe không hiểu. Mã Long bọn người có chút không hiểu, cái này cái gì? Nhanh chóng rút đao thu đao biểu diễn. Thành không hải trong ánh mắt chỉ có cùng nhiệt sùng bái, mỗi một khỏa chiến đấu tế bào đều đang thiêu đốt. Thẻ xem xét. Phanh. Sân huấn luyện mặt đất nhanh chóng rạn nứt kéo dài, một mực lan tràn đến hơn 10 mét bên ngoài trên tường lý hạo động lỗ cũng kịch liệt co vào thẳng đến nhìn thấy tường không có sập mới chậm rãi thở ra một hơi nải nải cái chân vừa sửa xong a à, bả đậu công trình a à. cũng may có quyên tiền hẳn là không đến mức bị phê bình vũ tàng hai tay nắm đao không nhúc nhích đứng giống như là cử chỉ điên rồ nhưng là trong đầu đã nhiều lần làm vô số lần rút đao động tác bên ngoài thân cùng phong vần quanh nhưng là gió đang không ngừng áp súc không ngừng áp súc cùng bạo dần dần trở nên bình tĩnh nhưng là mình nhìn xem bình tĩnh trong gió lốc mới ẩn chứa chân chính phong bạo lực lượng không thể lưu vu biểu tượng nhất là vũ gia tình huống như vậy căn cơ chính là vững chắc tìm kiếm võ học bản chất một khi lưu luyến tại siêu năng tương đương với phá hủy căn cơ đây cũng không phải là không phá thì không xây được mà là phá nền tảng bổ tây tường hào ca đại ân không lời nào cảm tạ hết được vũ tàng nói nghiêm túc Cảm ơn ngươi cái rắm lúc ăn cơm chừa chút cho ta là được cùng chưa ăn qua đồng dạng lời nói này tốt ai bảo hắn là đội trưởng ngẫu nhiên cống hiến một chút cũng là phải chu nại nhất cười nói vũ tàng từ từ sẽ đến vũ tàng rõ ràng lý hạo một đau này cùng hắn còn là không giống nhau chỉ là thể hiện ra một loại khả năng tính thực lực sai biệt hắn không thể gấp tại cầu thành hay là muốn trên con đường của mình tìm tới áo nghĩa nhị ca rất lâu không có đánh chúng ta nóng người thành không hải nói thân thể khôi phục về sau hắn còn không có chân chính trên ý nghĩa đánh nhau một trận một đau này nhóm lửa hắn chiến ý lý hạo liếc mắt nhìn sân huấn luyện dù sao muốn tu liền cái kia cùng một chỗ đi đánh có thể khống chế một chút đừng lên đầu vũ tàng đột nhiên một tiếng a à vung khắc Chương 284, Lý Hạo vs Thành Không Hải Chu Nại Nhất Vũ tàn bọn người đến hào hứng, nói thật, từ khi nhìn Lý Hạo cùng Triều Thanh Long một trận chiến, Vũ tàng nằm mơ đều sẽ đụng phải cảnh tượng như vậy, làm sao lực lượng chênh lệch có chút cách xa, đánh không ra đồ vật đến, nhưng con kiến không giống, hắn vốn là thợ săn bên trong đỉnh tim cao thủ. Đám người phi thường tự giác thối lui đến bên cạnh, đàm tử diên cùng lục linh tiêu muốn vào đến xem cũng bị khuyên nhủ, có trong quý thi đấu kinh nghiệm, thật biết loại trình độ này chiến đấu có lúc không phải nhằm vào ai, mà là không khác biệt đã kích. Trong sân Lý Hạo còn là cái dạng kia, cũng không biết trên dưới quan sát cái gì, ngược lại là thành không hải lộ ra cùng bình thường hoàn toàn không giống độ hưng phấn, thân thể gầy nhỏ chậm rãi kéo căng, trong ánh mắt tinh quang nổ bắn ra. Rầm rầm rầm. Trống rỗng ba tiếng tiếng sấm, đối với Lý Hạo chính là ba đòn tinh thần bạo phá trọng chú ý phát ra tinh thần bạo phá đồng thời phịch một tiếng thiểm điện phóng tới lý hạo vũ tàng bọn người nhìn ngẹn họng nhìn trân trối ba đòn liên hoàn tinh thần bạo phá mắt trần có thể thấy đánh phía lý hạo đầu mà hoàn thành bạo phá đồng thời một quyền đã đánh phía lý hạo phần bụng lý hạo thân thể hơi chấn động một chút tay phải chặn lại sóng thân thể lui lại một bước thành không hải đã cắt vào một tấc ngắn một tấc hiểm tại phạm vi nhỏ dây dưa thành không hải có thể xưng thợ sang đệ nhất nhân từng quyền từng quyền đánh phía lý hạo tần suất không cao nhưng mỗi một quyền oanh ra quyền nhanh kinh khủng dị thường mang theo tiếng xé gió như là máy đóng cọc mỗi một kích đều mang nổ ra hết thảy khí thế vũ tàng nhìn con mắt đăm đăm lại một lần nhìn thấy một loại khác lực lượng sử dụng phương thức thành không hải công kích không nặng đã kích tần suất mà là đã kích tiết tấu cùng mỗi một lần công kích tốc độ cùng lực lượng loại lực lượng kinh khủng này cái dạng gì xương cốt cùng cơ bắp mới có thể chịu được thành không hải dần dần tiến vào trạng thái, thân thể nhiệt độ tại tăng lên, lửa nóng cảm giác để hai mắt tự nhiên mà vậy tiến vào đỏ đồng thái, sau một khắc, đã kích biến thành dùng cả tay chân, đây là thành không hải độc hữu phương thức công kích, lý hạo phòng thủ cũng phòng không đến, bị thành không hải một cước đá trúng, thân thể dừng lại, thành không hải một cái đá nghiêng, tiếp quanh quyền, xoay người một cái đỉnh đá. Lý hạo ứng thanh bị đạp đến không trung, còn chưa rơi xuống đất, thành không hải đạp 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 giống một con quái vật trực tiếp leo lên trần nhà mảnh nhưng đạp một cái phịch một tiếng trần nhà vỡ ra như là một con cự hình con kiến phóng tới con mồi lý hạo biết lợi hại thân hình trước thời hạn hạ xuống nhưng là thành không hải dự phán đến trực tiếp bắt giữ một kích tinh thần bạo phá như bóng với hình nháy mắt đem lý hạo chù xuống mặt đất đừng nói đang quan sát trong phòng nhìn sắc mặt tái nhợt đàm tử diên cùng lục linh tiêu mã long bọn người cũng là trận mắt hốc mồm những người này đều là như thế đánh sao trọng kích đắc thủ thành không hải càng thêm hưng phấn cùng bình thường cái kia thành không hải hoàn toàn biến thành người khác lúc này hắn là chân chính con kiến lý hạo xoay người né tránh thành không hải từng bước ép sát hướng lý hạo đầu liền đạp mặt đất liên hoàn bị đá xuyên liên tục 8 lần công kích về sau lý hạo bị buộc đến chân tường thành không hải đột nhiên phát lực ông không khác biệt công kích con kiến thâm không đe dọa khủng bố sóng hạ âm càng quét mà ra, toàn bộ sân huấn luyện đều bao phủ tại tuyệt đối khủng bố bên trong. Tất cả pha lê nháy mắt nổ vỡ nát, mà lúc này con kiến, cả người đã thoát khỏi trọng lực, khủng bố eo lực lượng bắn ra, thân thể nghiêng dựng ngược, song quyền mang theo hủy thiên diệt địa khí thế nền hướng lý hạo. Con kiến trọng pháo thủ. Giảng dị tự nhiên, nhưng lại dị thường trí mạng, đây là một bộ thuần thục dính liền không có khe hở liên hoàn đa kích. Lý Hạo bị thâm không đe dọa áp chế một giây, bị trực tiếp chủ y bên trong. Oanh. Phía sau tường trực tiếp sập, ba. Lý Hạo thân thể gắn gượng, một cái lắc mình, thoát khỏi thành không hải, nhưng thành không hải thì là tứ chi chấp động. Nhào về phía Lý Hạo đầu. Kích thứ hai thâm không đe dọa sắp quanh ra. Lý Hạo liếc mắt nhìn đã lung lay sắp đổ sân huấn luyện, tay phải thiểm điện vung ra. Oanh thành không hải như là con quay bị đánh bay ra ngoài trực tiếp phá tan sân huấn luyện nóc nhà theo sát lấy trần nhà nổ tung thành không hải đánh vỡ một cái khác động hướng lý hạo đánh tới nhìn xem tàn tả nóc nhà đỉnh đầu hiện lên một chuỗi lý hạo biểu lộ rốt cục thay đổi nhảy mắt xuất hiện tại không trung một phát bắt được thành không biển đầu trực tiếp nhấn hướng mặt đất âm âm nương theo lấy một trận lay động kịch liệt một trận ào ào đá vụn rơi xuống thành không hải trực tiếp bị nhấn nhập sàn nhà bên trong, đá vụn bên trong một tiếng nổ vang, hồng quang phóng lên tận trời, giống như có cái gì càng kinh khủng đồ vật muốn xông ra tới. Theo sát lấy Lý Hạo vỗ tay phát ra tiếng, tại chỗ một cái bạo phá, vây quanh thành không hải phương viên 2 mét phạm vi, trực tiếp sụp đổ hơn nửa thước. Lý Hạo nhìn xem đã triệt để xong độc tử sân huấn luyện, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đem thành không hải theo trong động sách ông đi ra, nhìn xem dựng ngược thảm hề hề, còn một mặt cười đùa tí tẩn thành không hải cắn răng ta để ngươi luận bàn không phải để ngươi phá nhà nhị ca nhị ca đừng nóng giận đừng nóng giận a à, đây không phải không dừng sao lần sau không dám ta cũng không ngẫm lại đến nơi đây như thế giòn lý hạo lúc này mới đem thành không hải buông ra nhìn xem thảm hề hề sân huấn luyện hắn vốn chỉ là nghĩ sửa chữa một chút xây xây sửa sửa không nghĩ trùng kiến a à, chu nại nhất đám người đã có chút chết lặng nhìn xem còn tại không ngừng hống lý hạo thành không hải cảm giác chính mình là cái dư thừa đàm tử diên cùng lục linh tiêu chưa từng gặp qua loại chiến trận này lần này rõ ràng vì cái gì không để các nàng vào xem tốt đừng nói con kiến hiện tại học viện khác sân huấn luyện đều thay đổi tài liệu mới loại này vật liệu đá thức đã không được hiệu trưởng cũng nói tìm thời gian cùng một chỗ đổi vừa vặn chu nại nhất nói Lúc đầu biểu lộ có chút níu chặt Lý Hạo lập tức vui, ai nha, lớp trưởng đại nhân ngươi làm sao không nói sớm, ha ha, không phải ta nhất định thật tốt giáo dục một chút tiểu tử thúi này, phá hư của công là phải bồi thường. Chu nại nhất lật cái im lặng bạch nhãn, còn kiến, ngươi không có chuyện gì chứ, có bị thương hay không? Nói xong lại trừng Lý Hạo liếc mắt, biết rõ hắn thương còn chưa tốt. Không biết hạ thủ nhẹ một chút. Nhất tỷ, ta không sao thành không hải lại cảm động lại không tốt ý tứ đầu óc tỉnh táo lại mới nhìn đến chung quanh thảm trạng ban trưởng ai ngươi cái này liền không đối ta cũng bị đánh a à, vì cái gì không ai quan tâm quan tâm ta lý đội trưởng ăn dấm không ai có thể phản ứng hắn mã long cùng chu nại nhất tại cho thành không hải trị liệu phát hiện thành không hải trạng thái thật còn tốt cũng liền yên lòng tất cả mọi người đối với đội viên mới quan tâm đầy đủ Lão Lý một bên lẻ loi trơ trọi sờ sờ cái mũi, đây là làm tiểu đoàn thể cô lập đội trưởng. Nhìn xem đám người vây quanh thành không hải hỏi han ân cần. Đàm tử diên khăn mặt, lục linh tiêu công năng đồ uống, lão Lý có chút khát nước, tầm cũng có chút lạnh a à. bên ngoài, thịnh mạng hứng thú bừng bừng đẩy ra đám người, nhìn xem trách rưới sân huấn luyện cũng là sửng sốt một chút. Lý Hạo, ngươi lại làm phá hư rồi. Lý Hạo trái tim nhỏ lại bị chú ý một chút, mặt mũi tràn đầy không cam tâm, vừa mới chuẩn bị giải thích một chút, thịnh mạng không quan trọng khoát khoát tay, không có việc gì, không quan trọng. Lý Hạo muốn nói lại thôi, nụ cười dần dần xấu hổ. Ngược lại là thịnh mạng lại ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lý Hạo, cao hứng bừng bừng nói. Mọi người nhanh đi trên điện thoại nhìn xem, sự kiện lớn. Thân ái, ra đại sự gì rồi? Mã Long tới ông thịnh mạng, thân mật cọ sát tóc, Ác điểm lai like còn chú ý người nào đó Thình mạng ấn xuống mã lão sư không an phận ẩn nấp tay tay, sờ loạn Nhất thời mọi người bỏ xuống tiểu hải, nhào nhào mở ra chính mình điện thoại Con rối trung thực phan hâm mộ tại chính mình lôi cuốn nhắn lại bên trong phát hiện một cái đặc thù điểm lai like người, ác Con rối thần cộng khoai tây ba huynh để có thể hay không đánh bại siêu phàm cơ giáp Ác cũng muốn biết, con rối phải chăng có thể siêu việt siêu phàm lý hạo cảm giác mọi người nhìn ánh mắt của hắn có điểm là lạ cái kia cái này có cái gì sao cái gì gọi là có cái gì ác rất ít chú ý người khác chỉ có thân nhân cùng đạo sư cái gì cùng tuổi khác phái một cái đều không có ngươi là người thứ nhất thịnh mạng ao ước nói làm nàng biết lý hạo chính là con rối thời điểm cũng là kinh rất lâu nhưng khả năng là quá quen thuộc bình thường tương đối trung nhị lý hạo rất khó cùng thần bí cường đại con rối vạch ngang bằng mà lại Lý Hạo đối với cái này cũng không thèm để ý, mọi người cũng dần dần liền không đi chú ý, dù sao. Thật rất khó theo thông thường Lý Hạo trên thân tìm tới điểm minh tinh khí chất. Ai có thể nghĩ tới, ác vậy mà lại chú ý hắn, còn rối mặc dù rất hỏa, nhưng cùng ác còn là lượng cấp chênh lệch. Tả tiểu đường ông chặt lấy Lý Hạo, Hạo ca, nhanh, nhanh, nhanh. Lý Hạo ghét bỏ lây, nhưng là vậy mà lây không xuống, ngươi làm gì, nhanh tránh ra, ném người chết. Hào ca, về quan a, à, mẹ a, à, đây là nữ thần của ta, đây khả năng là đợi ta cùng nữ thần quan hệ gần nhất một lần, nếu không ngươi nhanh thượng đắng đánh mấy trận, ác muốn nhìn cái gì liền đánh cái gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Hạo một mặt mộng bức, đây đều là cái gì huynh đệ, chính mình là đạo cụ à, Lý Hạo, có thể suy tính một chút a, à, có thể để cho ác chú ý thế nhưng là không được sự tình, ngươi thật muốn đại phát, về quan một chút nói không chừng nàng thực sẽ cùng ngươi liên hệ. Thịnh mạng cười nói, đây là mỗi một năm nhân mộng tưởng. Một bên tả tiểu đường liều mạng gật đầu, đầu đều muốn quay xuống đến. Con mẹ nó, nếu có thể cùng ác hợp cái ảnh, phát cái vòng bằng hữu, đời này cũng có thể, à, mạng mạng, ta nói là đơn thuần hợp cái ảnh. Thôi đi, nếu như ác có thể coi trọng ngươi. Ta cao hứng còn không kịp, cái này chứng minh ánh mắt của ta là cỡ nào tốt, người đi người bên trên thịnh mạng cười nói đây là cái cơ hội tốt à muốn hay không trực tiếp công khai được rồi chúng ta thiên kinh cơ võ cũng có thế lửa nóng một thanh lục linh tiêu cũng nói nói không chừng chúng ta còn có thể cầm tới ác ký tên ta cảm thấy vẫn là thôi đi chúng ta còn là chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu tốt lý hạo vội vàng khoác tay sau đó trơ mắt nhìn chu nại nhất cảm giác nhiệt tình của mọi người có chút khống chế không nổi chu nại nhất liếc mắt nhìn lý hạo chúng ta trước tỉnh táo một chút ta cảm thấy lý hạo nói có đạo lý hắn làm sao cùng ác liên hệ là sự tình của hắn chúng ta thiên kinh còn là điều thấp một điểm tốt trước mắt thực lực của chúng ta vẫn xứng không lên dạng này chú ý một khi lộ ra ánh sáng thiên kinh đằng sau chuẩn bị chiến đấu xem như phế tầm không chừng tất cả giải trí bên trên lý hạo cùng thành không hải đại khái không quan trọng nhưng những người khác làm sao làm Bị phóng đại mấy chục lần chú ý, nhưng mà thực lực lại cùng không lên, không phải là cái gì người đều có thể đối kháng loại này quấy nhiễu, sẽ để cho tất cả cố gắng lộ ra như vậy không có giá trị. Không thuộc về mình, không muốn đụng. Chương 285, đều là mã long sai. Lớp trưởng đại nhân anh minh thần võ, cái kia ID gần nhất không cần còn là cước đạp thực địa chuẩn bị chiến đấu ép thi đấu tốt. Bỗng nhiên thịnh mạng giảm mã long một cước, thấy không, học, đây mới là đội trưởng trầm ổn cùng cách cục, không giống người nào đó cho điểm màu sắc đều làm đỏ chót. Ai nha, tê, mạng mạng, ta đây không phải sợ qua cái thôn này liền không có cái tiệm này sao, ác rất có thể chính là nhất thời hưng khởi, chúng ta không bắt được cơ hội này, khả năng đời này đều không có cơ hội, ta chủ yếu là vì tả tiểu đường suy nghĩ a à? Đây là giấc mộng của hắn, làm huynh đệ sao có thể không giúp đỡ đâu. Ha ha, cái này đều có thể nói Đường Hoàng không hổ là Mã lão sư. Chỗ nào đâu, ta cái này Tôn Hầu tử sao có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ngươi, ta cũng cảm thấy nhất tỷ quyết định phi thường anh minh, chúng ta giai đoạn này cần nằm gai nếm mật, chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người. Mã lão sư mượn gió bẻ măng nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cũng là tông sư cấp. A, à, Lý Hạo đâu? đừng để ý tới hắn, lại không biết liệu đến nơi đâu, chúng ta đi EMP bên kia, bên này muốn sửa chữa, con kiến, tình trạng của ngươi không có sao chứ. Chu nại nhất hỏi. Không có việc gì, vết thương nhỏ, rất nhanh liền tốt. Thành không hải trên mặt tươi cười, bị đánh một trận tơi bời tự hồ rất thoải mái bộ dáng. Trước mọi người hướng EMP, Lý Hạo đang núp ở trong phòng thay quần áo cho A Du Du đánh điện thoại. Ôi nha, người đây là chỉ sợ thiên hạ không loạn sao? Người nào đó đã ba ngày lễ tám giờ không muốn ta? A à, du du vẫn lên miệng nhỏ nói. Làm sao có thể, mỗi ngày nghỉ, ta phát thệ. Lý Hạo vội vàng nói. Đây không phải ngươi nói phải bận rộn mấy ngày sao? Lý Hạo ngẩn người. Hừ hừ linh, ngươi dứt khoát đần chết được rồi, ta bận biểu ý tứ là. Ngươi có thể tìm ta, nếu như ta không vội vàng thời điểm sẽ tiếp thời điểm bận rộn ngươi không nên gấp gáp chờ ta một chút liền tốt cái này nếu là chính mình không có chủ động liền sinh ra hiểu lầm lý hạo mặt mo đỏ bừng hắn còn tưởng rằng chính mình rất khéo hiểu lòng người nhưng là mã lão sư nói nam nhân vĩnh viễn không thể sợ ôi nha ngươi dễ hiểu a à. một bên khác a du du thổi phùng một tiếng cười hừ hừ hạo chiến thuật của ngươi là chính xác thế nhưng là biểu diễn không tốt cái này mã long bình thường không ít cho các ngươi quán thâu oai lý tà thuyết a à? lý hạo liều mạng gật đầu ngươi nói rất hợp đều là mã long sai nhị ca ngươi cái gì đến mặt trăng a à? a à, du du nhẹ nói thanh tịnh con ngươi nhu tình như nước lý hạo tâm đều nhanh hóa si an tiểu tử này làm việc là thật dày và khốn khổ chút chuyện này kéo dài đến bây giờ cũng nhanh ừm ngươi thật không muốn cùng ta ở trên điện thoại hổ đồng một chút không muốn rồi, ta hiện tại rất tốt, ngươi muốn nhìn, ta có thể cung cấp tư nhân phục vụ. Kim bài 567A A-du-du à, du nháy mắt mấy cái? Hai người cười một hồi, bên tai vang lên một cái tiếng ho khan, A-du-du à, du bất đắc dĩ chỉ chỉ ánh mắt bên ngoài địa phương, lý hạo rõ ràng gật đầu hai người quan điện thoại. Nhìn xem vừa lòng thỏa ý A-du-du, à du, tô ngọc mắt trận trắng, nàng cũng không nghĩ tới A-du-du à du vậy mà lại đi cho con rối, điểm lai. Like tô ngọc đương nhiên là toàn diện điều tra lý hạo làm a du du cho con rối điểm lai thời điểm tô ngọc liền có hoài nghi tổng hợp lý hạo điều kiện hắn là con rối chuyện này cũng không có quá ngoài ý muốn đương nhiên đây là thêm điểm hạn bất quá coi như như thế nàng cũng không hy vọng a du du cao điệu như vậy càng không hy vọng con rối cùng ác tiến hành lẫn lộn chỉ là không nghĩ tới chính là vậy mà là a du du chính mình lấy lại người ta lại còn không muốn tô ngọc là lão giang hồ nhất là đang quan sát người phương diện này tiểu tử này còn rất bảo trì bình thản biết hay là muốn dùng ép thi đấu thành tích nói chuyện con rối loại này idol không nở không sai đầu não rất thanh tĩnh a à, du du lắc đầu tiểu cô cô ngươi không hiểu hắn là đối với cái này thật không thèm để ý cái gì ta nói là học trưởng cũng không thèm để ý những này hắn để ý là người bên cạnh ta không hỏi ngươi cái này phía trước nửa câu ta không hiểu chừng nào thì bắt đầu cùi chỏ ra bên ngoài ngoặt. A, à, tiểu cô cô, ta sai, đừng cao. Ăn ta một cái, đa ly ngứa địa ngục. Cứ như vậy. Cao lãnh con rối đại thần không nhì nát nữ thần, không biết tại sao các lộ phan hâm mộ đều có một loại không hiểu chưa thoải mái. Ngày thứ hai điện thoại tin tức cũng công bố Hải Long hội giao lưu mời danh sách, kỳ thật nên biết đều biết, chưa lấy được tin tức cũng chính là không có được mời. USA kỳ sĩ bàn tròn cấp A học viện quân sự, thiên kinh cơ võ cấp A học viện quân sự. Nước, vĩnh hằng cấp S tinh tế học viện, thiên tinh cơ võ cấp A học viện quân sự ROM, lan võ cấp S học viện quân sự, hỏa thần cấp S học viện quân sự TAS, kêu trên cấp S học viện quân sự, liên chi vũ trang cấp A học viện quân sự đối với cái này mời danh sách. Đội hình là tương đương xa hoa, khẳng định sẽ có các loại thảo luận, bất quá đây là hải long nhà mình sự tình người ta muốn mời ai liền mời ai có thụ nhìn chăm chú chính là thiên tinh cơ võ cấp a học viện quân sự cũng không phải bởi vì thiên tinh tốt bao nhiêu tại núp s xuân đội hình bên trong cái này thuộc về dựa vào sau không chịu nổi có ác a liền toàn bộ hải long học viện học sinh đều tại quan tâm vấn đề này ác có thể hay không theo đội cùng đi có tới hay không cái này hoàn toàn là hai cái đãi ngộ bất quá rất nhanh mọi người đều biết ác đem theo đội tham gia lần này hải long học viện hội giao lưu Lý Hào cảm thấy Silian hiệu suất kém, kỳ thật đối với câu thông từng cái học viện, đem sự tình xác định được, an bài tốt các loại điều kiện, tốc độ này là phi thường nhanh, chuyến đặc biệt cùng tư nhân phi thuyền đều đã an bài thỏa đáng, vừa vặn thiên kinh sân huấn luyện muốn trùng kiến, nhất cử lưỡng tiện. Moraphia gia tộc tư nhân phi thuyền đều là tư nhân đặc biệt định chế, chính xác đến nói, cái này vũ trụ phi toa nhà máy cũng là nhà hắn. Solomon hào lần trước đã cho mọi người lưu lại ấn tượng khác sâu, nhưng cùng Cillian so sánh, tựa hồ lại có chút tiểu vu gặp đại vu. Quá ngưu bức. Chúng ta vậy mà đầu tiên xuất phát, ngưu bức. Mã Long nói, ở trong cảng vũ trụ, bọn hắn vị trí phi thuyền ưu tiên cấp phi thường cao. Toàn bộ vũ trụ phi toa chỉ có bọn hắn 10 cái hành khách, phân phối phi thường đầy đủ giải trí công trình, kiện thân trung tâm, bể bơi, game giả lập, mất trọng lượng sân chơi, đương nhiên còn có mã lão sư yêu nhất quán ba, quả thực tuyệt, nhân viên phục vụ đều là thuần một sắc mỹ nữ, cái kia dáng người, làm cho mã lão sư cũng không dám nhìn nhiều, sợ nhìn nhiều, thịnh mạng sẽ tùy thời cho hắn cắt. Đàm tử diên, thịnh mạng, lục linh tiêu là vui vẻ nhất, các nàng cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này không giống mặt trăng hành trình. Không nói những cái khác, Silian làm việc là thật đại khí, trực tiếp thắng được tất cả mọi người hảo cảm, hoắc ưng cũng theo đội tham gia, bình thường hội giao lưu là giới hạn nhân số, không có khả năng người nào đều mang, nhưng lần này thi đấu theo lời mời, nhân số là hoàn toàn từ thiên kinh định, điều kiện từ thiên kinh mở, làm chu nại nhất đem điều kiện cho Long Đan Ni thời điểm, Long Đan Ni đều sững sờ, loại điều kiện này cảm giác là tập thể nghĩ phép A, vấn đề là, Hải Long học viện bên. Khi chiếu đơn thu hết, đều không có đánh lương nhi, giống như sợ thiên kinh đổi ý giống như. Làm cho nàng người hiệu trưởng này rất như là người ngoài cuộc. Thình mạng cùng Mã Long tại quán ba nơi đó thưởng thức đỉnh cấp VVIP phục vụ, đầy đối với đều tại một cái lớn bình bên trong, trên thân dáng hơn 10 từ liệu giác hút, ngay tại hưởng thụ toàn phương vị khôi phục vật lý trị liệu, cảm giác này thực tế quá tuyệt, rõ ràng cảm giác thân thể tứ nhường, tả tiểu đường thì đang nghe ca, nơi này ba dê hình ảnh tiêu chuẩn cũng không phải hắn có thể mua được. Lý Hạo, Chu Nại Nhất, Vũ Tàng cùng Thành Không Hải đang hưởng thụ mỹ thực, địa cầu Lam Long Tôm, hỏa tinh hấp hai đuôi viêm cá. Titan bí đỏ lòng chờ một chút, menu lại có hơn 100 loại, đã không thể dùng xa xỉ để hình dung. Ăn uống no đủ, đến bên trên một chén thuần hương thủ công đặc biệt tuyển lam sơn cà phê, vật chất xác thực có thể mang đến trên thân thể vui vẻ, tất cả mọi người có nói không nên lời buông lỏng cảm giác. Chu nại nhất có chút lười biến đem ghim lên đến tóc tản ra, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm thần thái, cả người đều ở một loại yên tĩnh trạng thái, so sánh bình thường tỉnh táo cùng nghiêm túc nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Mã Long cùng Thịnh mạng bưng co tay đi tới, qua lần thứ nhất cảm thấy nhất tỷ là cái nữ hài tử. Chu Nại nhất gần sống liếc mắt nhìn không thèm để ý hắn, càng là không để ý, Mã Lão sư liền càng mạnh hơn. Nhất tỷ, người xuyên qua vấy sao? Đám người thì là một mặt tìm đường chết chớ liên lụy những người khác ánh mắt. Ngươi là chán sống sao? Chu nại nhất liếc mắt nhìn Mã Long. Đừng, đừng, ai không biết ta là si tình mỗi một ngày, thành thật đáng tin Mã Lão Sư, ta là cảm thấy Silian có chút quá, cái này viên đạn bọc đường mau đưa ta chết đuối, hắn cái hồ lô này bên trong muốn làm cái gì? Mã Long nhúng nhúng vai nói. Thình mạng ngẩn người, có vấn đề sao, có vấn đề ngươi còn khắp nơi phát ra từ đập. Mã Lão Sư vừa mới thế nhưng là từng vòng trang bức. Vòng bằng hữu muốn phát, cá nhân trang chủ đương nhiên càng ít không được dù sao đắc chí mỗi một ngày cuộc sống như vậy cả một đời cũng kinh lịch không được mấy lần mã lão sư cười cười xấu hổ ta đây là vì mê hoặc đối thủ tương kế tựu kế ha ha ngươi yêu nhất chính là mỹ nhân kế cùng viên đạn bọc đường đúng hay không chỗ nào có thế đâu cái này không tìm chư vị đại ca đại tỷ thương lượng sao có phải là ngô ca lý hạo cười cười nên ăn một chút nên uống một chút hắn là có mục đích, nhưng vật chất bên trên cũng không để ý, chúng ta cũng không cần khách khí. Ý của ngươi là hắn mưu đồ sự tình rất trọng yếu. Chu Nại nhất khôi phục mấy phần tỉnh táo. Lý Hạo cười cười, ban trưởng, buông lỏng một điểm, ngươi mỗi ngày sập quá gấp, dạng này rất có nữ hài tử mùi vị. Chu Nại nhất đỏ mặt, răng khẽ cắn, cút. Đám người cười vang, Kevin ca nói qua, hắn lần này chí ít có hai cái mục đích. Thành không hải bỗng nhiên nói. Cái gì mục đích? Một cái là mở rộng siêu phàm cơ giáp, một cái là nhị ca. Thành không hải nói. Mở rộng cơ giáp. Không cần đi, đây không phải ván đã đóng thuyền. Mã Long bọn người có chút kỳ quái. Đúng vậy, siêu phàm cơ giáp mang ý nghĩa tứ đại liên bang đơn binh tác chiến đỉnh tiêm chiến lực đổi mới. Ai nắm giữ cái này, liền nắm giữ trình độ nhất định quân đội quyền nói chuyện, Morafi siêu phàm hệ thống là trước mắt tiên tiến nhất, nhưng cho dù tốt đồ vật, cũng muốn người khác dùng mới có giá trị, mới có thể sinh ra giá trị. Thành không hải giống như là máy lặp lại nói. Hắn không phải muốn cùng hưởng cái hệ thống này sao? Vũ Tàng sững sờ nói. Lý Hạo nhún nhún vai, hắn chỉ nói là có thể cùng hưởng, cũng không nói không muốn đại giới, tại cơ giáp mua sắm, nhất là dính đến hạch tâm hệ thống, mặt trăng nội bộ dễ nói, cái khác liên bang khẳng định là cực kỳ thận trọng. Chương 286, Vô Đề Hệ thống là người khác, tương đương với an toàn đều giao ở trong tay của người khác, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không là sẽ không đáp ứng. Có thể hay không cho rằng như vậy, Cilian trước thông qua lần này hội giao lưu hiện ra siêu phạm cơ giáp thực chiến hiệu quả, đồng thời ở trong các đại trường quân đội hình thành bức thiết cùng khát vọng, sau đó dựa thế thôi động EMP mau chóng dẫn vào siêu phàm hệ thống, mà cái hệ thống này nhất định phải trải qua Morafi gia tộc, hắn có thể nhờ vào đó đưa yêu cầu, tỷ như S11 bên trên toàn bộ sử dụng hoặc là bộ phận sử dụng siêu phàm cơ giáp. Lấy siêu phàm cơ giáp tính năng tất nhiên thống trị S thi đấu, sau đó tiến một bước điều động dư luận lực lượng hình thành cấp bách trạng thái, đối với cái khác tam đại liên bang tạo áp lực, đem đàm phán quyền chủ động cùng ưu thế nắm giữ trong tay mình. Chu Nại nhất nói: "Nhất tỷ lợi hại, ngươi cùng Kevin ca ý nghĩ đồng dạng." Thành Không Hải bội phục nói: "Con mẹ nó, phức tạp như vậy sao?" Mã Long liếm môi một cái, "Chơi thật lớn a." À? Tình huống thật khả năng phức tạp hơn, chỉ có điều Moraphia tộc chơi một bộ này đã xe nhẹ đường quen, lại mạng lưới quan hệ là có sẵn. Một khi các đại liên bang đều áp dụng siêu phạm cơ ruộng Bọn hắn lực ảnh hưởng đem tiến một bước mở rộng Chẳng lẽ không ai nhìn ra được sao Liền không ai chế tài một chút Thịnh mạng kỳ quái nói Đúng vậy, làm sao có thể để một cái tư nhân xí nghiệp Sinh ra lực ảnh hưởng lớn như vậy Vũ Tàng trầm giọng nói Đàm tử diên cũng đi ra Lục Linh Tiêu còn đang hưởng thụ giai đoạn thứ hai Nàng là siêu yêu cái này Nhìn xem đám người biểu lộ nghiêm túc, đàm tử viên cũng có chút kỳ quái, thịnh mạng cùng đàm tử viên nói một lần tình huống. Đàm tử viên suy nghĩ một hồi, đóng băng ba thước không phải một ngày chi hàng mặt la phai tư gia tộc đại biểu cho chính là một loại chế độ. Trừ hắn, còn có không ít uy tín lâu năm tư nhân gia tộc, tại duy trì sinh tồn trật tự bên trên, ít lợi của bọn hắn là nhất trí, mà lại có thể đạt thành độ cao thống nhất, không khéo chính là, núp lại là trong liên bang cường đại nhất một cổ lực lượng, tại đối ngoại thời điểm, núp là một cái chỉnh thể, cùng lúc đó, cái khác liên bang nội bộ cũng có phe phái cùng lợi ích phân tranh, tồn tại nảy ra điểm, chỉ có thể nói, mỗi một bước đều là đánh cờ. Đây là thẩm thấu hình thức, chỉ sợ rất nhiều thao tác cũng không cần Silian quản, tự có chuyên môn đoàn đội đi chấp hành. Chu Nại Nhất nói, Mọi người thấy Lý Hạo, Lý Hạo nhúng nhúng vai, ta cảm thấy hắn không quá sẽ thành công, chỉ ít lần này ép thi đấu rất khó. À, ý gì, ngươi nói là, lần này ép thi đấu không cách nào sử dụng siêu phàm cơ giáp. Mã Long kinh ngạc nói. Lý Hạo gật gật đầu. Không phải đâu, hiện tại cũng ầm ý hưng hực khí thế, coi như không thể hoàn toàn sử dụng, dẫn vào dù sao cũng nên là dẫn vào A, à, còn có nếu là không thể sử dụng, chúng ta luyện cái gì kinh. Đám người lại lần nữa nhìn xem Lý Hạo. Lý Hạo chậm rãi bưng lên cà phê, vừa phóng tới bên miệng, liền bị cướp đi, ngẩng đầu một cái liền thấy Chu Nại Nhất trừng tròn vo mắt to. Mau nói, đừng giả bộ. Lý Hạo dở khóc dở cười, trực giác, ta giác quan thứ sáu, loại quan hệ này quốc phòng đánh cờ bên trên, khẳng định là không ngừng lôi kéo, giai đoạn trước khó khăn nhất, khoảng cách ép thi đấu thời gian khẳng định là không đủ, vội vàng thay đổi, sẽ chỉ làm nút chiếm cứ ưu thế lớn hơn, loại tình huống này, cái khác tam đại liên bang khẳng định sẽ mãnh liệt phản đối, mà lại không để siêu phạm cơ giáp năng lực quá hiện ra, cũng có lợi cho tương lai đàm phán. Một khi ở trong lòng dân chúng hình, thành không thể chiến thắng cảm giác, kia liền bị động, hoàng kim dôn luyện tập vẫn rất có cần thiết. Đến thiêu đốt ý chí trình độ, một chút năng lực đã có thể ảnh hưởng đến cơ giáp, đến lưu tâm võ, một chút tinh thần công kích có thể đột phá cơ giáp sát ngoài công kích ảnh hưởng đến phi công, cung cấp bậc đối kháng là sẽ dùng đến. Tình cảm ngươi biết tất cả mọi chuyện, không nói sớm. Cái kia còn chơi cái trắm A, à, chúng ta đi cũng không phải bị treo lên đánh. Cũng không thể nói như vậy, dù sao hữu cơ giáp bảo hộ, tại không có K23 tăng phút xuống, hay là muốn giảm bớt đi nhiều, mấy chục tấn đồ vật không phải mô hình, mã lão sư sử dụng cụ đo lường chuẩn bị lớn nhất sân khấu. Chúng ta có thể hay không chống đến đằng sau liền nhìn ngươi. Lý Hạo nói. Mã Long nghe xong, lúc đầu có chút quẻ oải mặt, lập tức lại cười nở hoa, đúng vậy a, à, không có siêu phàm hệ thống, hắn gân gà năng lực ngược lại thành thực dụng nhất, tại tàn khốc lịch đấu bên trong, có thể giúp đồng đội trình độ lớn nhất khôi phục, thần tiên năng lực a, à, nhìn xem tươi cười rạng rỡ Mã Long, thình mạng lại là lắc đầu, Lý Hạo, ta làm sao nghe được ngươi liền bắt lấy nhà chúng ta Mã Long lắc lư, coi như không sử dụng siêu phàm hệ thống. Vũ khí khẳng định là toàn bộ đổi mới vì K-23 thịnh mạng. Chúng ta cái này gọi bảo trì là quan tâm thái, hữu nghị đệ nhất, tranh tài thứ hai. Nghĩ nhiều như vậy làm gì chúng ta lại không phải liên bang nghị viên, làm tốt chính mình sự tình, bất kể hắn là cái gì mục đích, dù sao mời chúng ta, chúng ta liền đi nhìn xem, có hạo ca tại, hắn còn có thể lật trời không thành, ta cảm giác hắn chính là sợ hạo ca. Mã Long lòng tin mười phần nói. Kia là. Thành không hải tự tin nói, trên thế giới này nếu là có một người có thể chế hắn, nhất định là nhị ca. Lý Hạo một mặt xấu hổ, các ngươi có thể hay không đừng đối với ta có như thế lớn lòng tin, ta đơn thuần chính là cảm thấy dù sao muốn chứa tu. Chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như du lịch. Chúng ta tin tưởng ngươi, A Long, chúng ta đi mất trọng lượng nhạc viên chơi một hồi, đau đầu. Thịnh mạng kéo Mã Long. Mã Long bao quát thịnh mạng eo nhỏ, thân ái, chúng ta đến một đoạn mất trọng lượng điệu tango, tả ca, tới giúp chúng ta đập cái video, không thể cô phụ nơi này miễn phí y phi, ta còn không tin điểm like không vượt qua được một nghìn. Đôi này cẩu lương thường ngày, tất cả mọi người đã miễn dịch. Trước khi đến mặt trăng trên đường, EMP đẩy rác 11 MVP lôi cuốn. Mỗi giới S thi đấu trọng yếu nhất đoàn đội giải thưởng không hề nghi ngờ là quán quân. Mà lớn nhất người giải thưởng chính là chính thi đấu MVP cầm tới cái này, liền có thể không chút nào khoa trương tự xưng nhân loại cơ chiến đệ nhất nhân. Mà năm nay, ba cái đã từng thu hoạch được MVP tuyển thủ tụ tập đầy đủ S thi đấu, đồng thời người mới cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu ai có thể tới cái này MVP, thậm chí có thể xưng là Vương Trung Vương. Sử thượng kịch liệt nhất S thi đấu Năm đó Lan Vương Bác Sa, Chiến thần Ma Xích, Thiên Vương Van Lét chính là như vậy một trận chiến phong thần, thu hoạch được độc nhất vô nhị địa vị, năm nay ba người đều duy trì trạng thái đỉnh phong. Thập đại trúng tuyển MVP lôi cuốn nhân tuyển, xếp hạng không phân trước sau, Masik, Nuk, Vanlet, Nuk, Baxter, Rom, Romero, Rom, Triều Thanh Long, USE, Silian, Nuk, Dumera, TAS, Ofe, USE, Cơ Vũ Quang, TAS, Sát Phá Lan, Đoan Ngọ. Thập đại lôi cuốn nhân tuyển là EMP tổng hợp các phương diện tư liệu cho ra tổng hợp đánh giá. Một khi phát ra, lập tức tại EMP các đại chiến khu gây nên bàn tán sôi nổi, tuy nói xếp hạng không phân trước sau, nhưng không hề nghi ngờ, nhất được xem trọng vẫn là khỏi bệnh tái xuất chiến thần Masic, chủ yếu là ấn tượng quá sâu sắc, năm đó thống trị S9 Masic thể hiện ra chính là nghiền ép đám người thực lực. Đến nỗi trong quý thi đấu tình huống, càng nhiều chính là tham khảo, cũng cần quá nhiều phát lực. Van liền không cần nói, năm ngoái đoạt giải quán quân, năm nay nếu là đoạt giải quán quân, chính là cái thứ nhất song quan vương, còn là nhị liên quan, đem sáng tạo ghi chết, mà lại rất khó bị đánh vỡ. Lan vương bác Sa, S8 quán quân, nhưng hai năm này lại bị núp áp chế, trong quý thi đấu lại bị Romero áp chế, nhưng không thể phủ nhận là, hắn vẫn là mạnh hữu lực người cạnh tranh, tại Hoàng Kim Dung xuất hiện dưới tình huống, hết thảy đều có khả năng. Romero, hỏa tinh mới gia chủ, độc làng có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Là mỗi cái người sao hỏa chờ mong. Triều Thanh Long, người địa cầu kiêu ngạo cùng cuối cùng mặt bài, lần này đối với địa cầu người mà nói đã không có đường lui, nếu như lại thua, mặt trăng đem hình thành triệt để nghiền ép, địa cầu đem lui khỏi vị trí tuyến 2. Silian, nói như thế nào đây, liền ngay cả mặt trăng nội bộ đều rất kỳ quái, tỷ lệ lớn người này là đến đùa giỡn, thực lực là nhất định có, nhưng muốn nói mạnh cỡ nào cũng khó mà nói. Đối với người khác đến nói ép thi đấu là được ăn cả ngã về không dương danh lập vạn thành lập công lao sự nghiệp duy nhất cơ hội. Nhưng hắn đối với đến nói, coi như thất bại, không kịp thời sư, cũng có thể trở về tiếp tục làm hắn thủ phủ. Dumera, Titan tinh mặt bại, có giết vào tứ cường thực lực, nếu nói đoạt giải quán quân vẫn là tương đối khó, trừ phi xuất hiện kỳ tích, do dự thế giới thi đấu tình hình chiến đấu kịch liệt, thù thương không ngừng, người Titan bền bỉ nhục thể nói không chừng thật có thể chống đến cuối cùng. Những năm này Titan tinh thực lực vẫn bước tăng lên, không thể đánh giá thấp một viên đoạt giải quán quân trái tim. Ô phê cùng cơ vũ quan đều thuộc về thực lực rất mạnh, nhưng cần vận khí. Cũng không có tuyệt đối đoạt giải quán quân thực lực, cơ vũ quan thì là vũ trụ thành gần 5 năm cái thứ nhất trúng tuyển MVP lôi cuốn đội trưởng, sáng tạo ghi chép. Sát phá lan đoan ngọ, hỏa tinh người thứ ba, thực lực là có, mà lại người sao hỏa thực lực muốn nhìn thực chiến cùng máu chốt chiến, trong quý thi đấu tình huống không làm được chuẩn. Chính thể tình huống là, mặt trăng cùng hỏa tinh ba bảo hiểm, địa cầu cùng TAS song hùng xung kích. Lúc này mặt trăng hải long cấp S tinh tế học viện, cái khác sáu chi đội ngũ đều đã đến, ra mấy cái gần, xa nhất Titan tinh Dumera cũng đã xuất đội đến. Mỗi một nhánh chiến đội đến đều thu được Hải Long học viện nhiệt liệt hoan nghênh, đối thủ là thật đối thủ tôn trọng đối thủ cũng chính là tôn trọng chính mình. Đối với như thế phóng khoáng lại đại khí đối thủ, ai cũng rất khó không thích, tất cả dự thi đội viên đều có độc tòa lầu nhỏ, trang trí công trình, đầy đủ mọi thứ, Hải Long học viện chuyên môn xác định một cái khu cư trú, khu vực này những học sinh khác là không thể nào tới gần, huấn luyện thường ngày cũng bắt đầu, có mở ra, cũng có phong bế, Hải Long học viện còn là cho thấy đầy đủ tố dưỡng, cũng chưa từng xuất hiện cái gì trèo tường hành vi đương nhiên nhất có mặt bài còn là vĩnh hằng tinh tế chiến đội cùng thiên tinh cơ võ cứ việc thông báo ác cũng không có lập tức theo đội tiến về tại thiên tinh cơ võ đến còn là có đại lượng ác phan hâm mộ tụ tập xác thực có muốn trọng lựu đi vào nhưng đều bị hải long học viện thân phận phân biệt hệ thống phát hiện ra thiên vương van lét phan hâm mộ số tại mặt trăng nam phi công bên trong xếp hạng thứ nhất dù sao vừa mới cầm tới s 10 quán quân còn đoạt được mvp nhân khí cùng thực lực đều là đúng lúc hắn xuất đội đến cũng rất ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước nghe nói Vĩnh Hằng bên kia bởi vì huấn luyện an bài vấn đề là cự tuyệt. Đến cuối cùng không biết tại sao lại đáp ứng. Kỳ sĩ bàn tròn bên này cũng là vừa mới đến, ô phê tại mặt trăng bên này phan hâm mộ cũng khá nhiều, tại đoàn đội trên lập trường, đại đa số người là giúp đỡ chính mình liên bang chiến đội, nhưng tại thích tuyển thủ phương diện này, vượt liên bang tình huống rất nhiều, nhất là ép thi đấu quán quân cùng nữ tuyển thủ. Ô phê, Tita, Dumera là lần trước xuất sắc nhất nữ phi công, nhàn giá trị cùng thực lực cùng tồn tại, cá nhân trang chủ phan hâm mộ cũng đều là ngàn vàng cấp. Đội trưởng, Lý Ca lúc nào đến A, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Ha ha! Mặt Vũ Hưng phấn nói. Ha ha, ta vừa mới nhìn bình MVP nhân tuyển, vậy mà không có Lý Ca, quả thực là khôi hài, nải nải, thật muốn nhìn Lý Ca treo lên đánh đám gia hỏa này. Trần Ngang cũng toét miệng, năm nay tuyệt đối là Lý Ca cùng Silian song hùng tranh bá. Lần này, đối với Thiên Khải chúng, ý nghĩa phi phạm. Chương 287, thần tượng hội gặp mặt. Đừng như thế tuyệt đối, các đại chiến khu trước ba kỳ thật đều có đoạt giải quán quân khả năng, trừ thực lực cũng phải nhìn nhất định vận khí nhị ca đồng đội có thể hay không theo kịp tiết tấu còn là vấn đề. Silian đội hình đều là Shadow Whistle chủ lực, chỉ cần là trạng thái toàn thịnh, trước mắt còn không có bất luận cái gì một chi đội ngũ có thể rung chuyển. Ô mặc dù đối với Lý Hạo có lòng tin, nhưng vẫn là tỉnh táo, cục diện cũng không lạc quan, chủ yếu là Lý Hạo cố chấp, nếu là hắn chịu đến kỳ sĩ bàn tròn, nạn có thể làm đội phó. Cái này đội hình làm sao đều so thiên kinh tốt. Trong quý thi đấu, Thiên kinh đúng là thứ chín, thế nhưng là cái này thứ chín, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, đối mặt một chút mấu chốt so đấu, tất cả mọi người tính điểm số đánh, dù sao lý ca đội ngũ, làm sao đều muốn đi vào, không phải nói thiên kinh liền không mạnh, mà là không xứng với lý ca. Chỉ có đồng hành hiểu rõ nhất đồng hành thực lực. Silian lần này tới làm sao không phải muốn thăm dò kỹ, có thể nói chu nại nhất vũ tàn bọn người thực lực rất nhanh liền sẽ bị hải long chiến thuật chất hợp thành tích thấu thấu thế nhưng là không đến vậy vô dụng. Đến trên S thi đấu thi dự tuyển liền sẽ bị nhìn xuyên, hiện tại phát hiện vấn đề, còn có thể tìm biện pháp giải quyết. Ô phê cũng không biết Lý Hạo đến cùng nghĩ như thế nào, năm năm này, Lý Hạo tính cách có biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc trước cái kia lãnh khốc vô tình nói một không hai ma vương, trở nên ôn nhu như nước, kiên nhẫn mười phần. Thực lực không cần nghi ngờ, thế nhưng là tại thiên biến vạn hóa trên chiến trường, ô phê là có chút lo lắng, bởi vì đối thủ là Silian đương nhiên, nếu như nhân sinh của Lý Hạo mục tiêu chính là như vậy sinh hoạt, cũng không thể của trách nhiều thế nhưng là Ô luôn cảm thấy có nói không nên lời biệt khuất. Hắn hẳn là đứng tại đám mây người kia. Bất kể nói thế nào, hắn tham gia, liền so không có tham gia tốt, Ô cũng chỉ có thể hướng phương diện tốt nghĩ. Cái này hai lần hội giao lưu, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, không biết Silian muốn làm gì, nhưng 89 phần 10 là hồng môn yến, có bất kỳ phát hiện kịp thời nói với ta. Yên tâm đi đội trưởng, Lý Ca là thần tượng của chúng ta, quản hắn Silian còn là tiêu chảy an. Muni bọn người cũng đều bị đánh phục, lại nhiều nghe đồn đãi cũng không bằng mắt thấy mới là thật. Lý Hạo cùng Triều Thanh Long một trận chiến trực tiếp phá vỡ không phải thiên khải thành viên thế giới quan. Trong tứ đại liên bang yếu thế nhất chính là TAS, vốn là yếu, trên danh nghĩa lệ thuộc vào TAS một vũ trụ thành liên kỳ thật bên trên là nghe mặt trăng, Lúc trước Sở Dĩ cùng Titan hợp lại cùng nhau, cũng là địa cầu cùng Hỏa Tinh vì hạn chế cân nhắc mặt trăng, nhưng toàn bộ vũ trụ thành liên kiến tạo cùng kinh tế quân sự đều cùng mặt trăng mật thiết liên hệ, loại này trên danh nghĩa bóc ra, cũng thật chính là trên danh nghĩa êm tai điểm. Trên bản chất, Titan tinh vẫn bị biên giới hóa, Thái Dương hệ quốc hội liên minh bên trong cũng không có quyền nói chuyện nào, kinh tế vật tư các phương diện đều nhận hạn chế. Chủ yếu là dựa vào tài nguyên khoáng sản đem đổi lấy Titan tin nhiều năm như vậy một mực mưu cầu chính trị địa vị nặng hóa, làm Thái Dương hệ quân liên minh chuyển vận nhiều nhất trọng trang chiến sĩ, ăn nhiều nhất khổ, định tại phía trước nhất, cũng chỉ có kém cỏi nhất đãi ngộ bọn hắn, khát vọng được đến tôn trọng. Ad thi đấu là trọng yếu sân khấu, mấy năm gần đây, Titan chiến đội đã không đang bị không nhìn, xác thực, Titan chiến đội không có đoạt giải quán quân thực lực, nhưng xác thực một cái lớn nhất chướng ngại vật, S8 đoạt giải quán quân người sao hỏa cùng vọng nhất thời không hay. Rất có hệ ngân hà đều chứa không nổi hỏa tinh cảm giác, nhưng mà tại S9 cố nhiên có chiến thần hoành không xuất thế, còn có nguyên nhân là lúc trước người sao hỏa tại phỏng vấn bên trong nâng lên Titan thời điểm trực tiếp để phóng viên thay cái vấn đề, người Titan cũng không xứng chiếm một vấn đề. Cái này cũng gây nên Titan tinh liệu mạng ngắm bắn, coi như người sao hỏa có thể thắng được tranh tài, nhưng thụ thương tỷ lệ thẳng tắp tăng lên, loại này tổn thương trực tiếp ảnh hưởng tổng hợp chiến lực, đến mức trận chung kết lúc lọc vào ma siết xuất đội quét ngang, đánh người sao hỏa cái mông đều không còn. Thông qua một trận chiến này, người Titan cũng tìm tới chính mình định vị cùng phong cách, coi như đoạt không được quan, xem ai không vừa mắt liền liều mạng làm ai, có thể đánh ra khí thế cùng vinh quang. Khoan hãy nói, tại các loại trong trận đấu, người Titan khai thác loại phong cách này về sau, thành tích tăng lên, làm cho nguyên bản không coi bọn họ là chuyện đều trung thực. Đương nhiên cũng bị chán ghét người ti đối thủ xưng là gậy quấy phân heo. Hải Long học viện suy hào học viện trụ sở, tại ti chiến sĩ thuần một sắc 2 mét trở lên cao lớn tráng bên trong. Cả người cao lớn khái chừng 1 mét 8. dáng người ma quỷ nữ sinh, nữ sinh khóe miệng không tự chủ sẽ mang theo một tia gợi cảm lại ngạo nghễ nụ cười. Titan tinh đệ nhất nhân, ngân thái Dumera, hoàn toàn xứng đáng đại tỷ đại, một đám chiến sĩ vừa mới kết thúc làm nóng người huấn luyện. Lão đại, trên cơ bản đều đến đông đủ, nghe nói thiên kinh cơ võ xế chiều hôm nay đến. Rất tốt, buổi chiều huấn luyện liền đừng an bài, ta mang các ngươi nhìn một chút lý ca. Dumera gật gật đầu, lão đại, người kia thật sự có mạnh như vậy sao, giảng thật, ta là không phục, lần này hội giao lưu ta muốn thử một chút hắn. Một cái mọc ra non nớt khuôn mặt, giữ lại đầu đinh, toàn thân nhưng lại có không đối xứng sắc thép bắp thịt đội viên tương đương không phục, nhưng nhìn xem Dumira trên mặt lại mang theo sùng bái. Atila, tại Titan Tinh có được cực kỳ được mến mộ, mặc quần áo xoái khí, thoát y bá khí, mà lại có được có thể khống chế đầu đinh nhang, tại Titan Tinh là tuyệt đối vạn người mê, năm nay Titan Tinh xếp hạng thứ nhất siêu tân tinh. Thiên kinh cơ võ, năm nay trong quý thi đấu xếp hạng chỉ có thứ 9, cảm giác không trải qua đánh thắng làm ti tan tinh trong quý thi đấu tên thứ nhất chiến đội, các đội viên đều là lòng tin tràn đầy, Dumera là đội trưởng của bọn họ. Thần tượng của bọn hắn, bọn hắn phát thể dùng sinh mệnh bảo vệ nữ thần, ti tan tinh mặc dù rất khó đoạt giải quán quân, nhưng thực lực chân thật tuyệt đối là giữ gốc bát cường, thế giới này thi đấu bát cường, xa so với trong quý thi đấu để cửu cường ra một cái hành tinh khoảng cách. Các ngươi mù kêu cái gì, lão đại của chúng ta chủ yếu là trọng cảm tình, cùng thực lực không có quan hệ trong quý thi đấu lực áp kim thái sabi sân để các đội viên cảm xúc đều tăng vọt đến cao phong lần này lại là titan tinh duy nhất được mời chiến đội kiêu ngạo cũng là bình thường dumera căn bản không có nghe tới bọn hắn đang nói cái gì ký ức trở lại 5 năm trước thời gian trôi qua thật nhanh lại muốn gặp đến lý ca không biết hắn hiện tại là cái dạng gì nghĩ đi nghĩ lại lại có điểm nhập thần ngạo khí kêu trên các đội viên nhìn xem đội trưởng phát sáng ánh mắt trong lòng không phục thẳng tắp tăng vọt, dựa vào cái gì? Địa cầu loại kia con gà con. Một đám ngao ngao gọi, lòng tin bạo rạp ti tan mảnh nam lúc này nội tâm lập tức không yên ổn hoành. Coi như mạnh, lại như thế nào, có thể so sánh được lão đại? Có thể so sánh được vang lét? Romero. Các đội viên biết, người này xuất từ thiên khải, đã từng rất mạnh, thế nhưng là có thể mạnh đến nơi nào? Không phục. Mạnh liệt không phục. Gây sự. Nhất định phải gây sự. Dumera thật không có để ý đội viên tình huống. Ánh mắt đảo qua đội viên, đội viên từng cái vô ý thức một lần tránh cái ánh mắt này. Đây là lần hội giao lưu thật tốt cùng cái khác liên bang chiến đội luận bàn một chút, không thể đọa chúng ta ti tan khí thế. Ta cũng muốn nhìn xem thiên vương vang lét rốt cuộc mạnh cỡ nào. Địa cầu bên kia vậy mà cũng không có mời Triều Thanh Long, cũng may hỏa tinh Romero cùng Star đến, có đánh. Cái gọi là hội giao lưu không dễ dàng như vậy tạo thành Nhất là mời các chiến khu trong quý thi đấu đệ nhất Như vậy tốn công tốn sức Cũng không phải là một cái mới vừa tiến vào cấp S học viện Có thể hoàn thành sự tình Đương nhiên một mặt là vì thể nghiệm một chút mới nhất Siêu phạm cơ giáp Thế nhưng là cái này cũng không phải là cần thiết Dumera rõ ràng Romero cũng biết Baxter cũng rõ ràng phê bọn người liền không cần nói Đến nỗi Shadow Whistle nội bộ ngoại nhân cũng không rõ ràng, cảm giác ma xít cùng van lét tình huống cùng địa cầu bên kia triều thanh long có điểm giống, năm năm trôi qua, còn là có rất nhiều đồ vật phát sinh biến hóa, nhưng nếu nói đối địch khả năng cũng không lớn, nhưng nếu thuyết phục Silian, cũng rất không có khả năng, chính thể đến xem còn là mặt trăng đội hình tương đối khổng lồ. Mà mấu chốt còn là Silian. Morafi nàng lần này tới, một mặt là nhìn một chút lý hạo, một phương diện cũng là nhìn xem tình trạng, Tận mắt nhìn thấy, liền có thể đối với lần này ép thi đấu cách cục làm cái ước định, không biết Silian khôi phục mấy thành, mà Lý Ca lại ở vào một cái gì tình trạng. Đừng nói ta không có cảnh cáo các ngươi, Lý Ca tính tình không phải rất tốt. Dumera cười nói, để bọn hắn thấy chút việc đời khẳng định là có chỗ tốt, Lý Hạo tái xuất, nàng vẫn là vô cùng có lòng tin. Lão đại, nói chúng ta tính tính tốt như. Đúng vậy a, à, hắn muốn để chúng ta tôn trọng cũng nên lộ hai tay. Đây là chúng ta Titan Quy Củ, không phải làm cho chúng ta không phải nam nhân đồng dạng. Đúng đấy, chính là chân nam nhân phải dùng nắm đấm nói chuyện, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Các đội viên nhao nhao nói, ra cười gật gật đầu, nghĩ đến lấy lòng dạ của hắn không đến mức cùng hậu bối chấp nhặt, để bọn hắn mở mắt một chút cũng tốt. Lúc này điện thoại vang, ấn mở, là cương thái Siberton các ngươi đều thu xếp tốt đi siberton cười nói tất cả mọi người là người quen biết cũ các đội viên cũng nhau nhau chào hỏi cự thần phong cùng kêu trên quan hệ coi như không tệ cương thái siberton cũng là lão đại ca địa vị có điểm giống lệ hướng sơn tại mặt trăng bộ dáng làm người cũng tương đương cởi mở cũng cách cục dumera gật gật đầu những người khác đến lý ca buổi chiều đến mang ta vấn an hy vọng có thể cùng Lý Ca tại S thi đấu đụng tới, được rồi, ta tài nghệ này còn là không muốn đụng tới. Siberton cười nói, không có chút nào cái gì không có ý tứ. Lý Ca lần này có chút khó, vô cùng vô cùng khó, nằm đó bên cạnh hắn là thợ săn, hiện tại bên người đều là con mồi, cũng may con kiến tại, liền nhìn con kiến khôi phục mấy thành, ta cảm thấy lấy Lý Ca tính cách. Hẳn là có cái gì mai phục tại bên trong. Ha ha, dù sao Lý Ma, hay là muốn coi chừng Silian, người này làm việc, đi một bước nhìn ba bước, đây tuyệt đối không chỉ là cái hội giao lưu, chuẩn bị nhiều năm như vậy, hắn lần này không ngay ngắn cái lớn quỷ đều không tin. Siberton nói, hắn vẫn cảm thấy hai người này càng đáng sợ một chút, có thể là trực giác, nhưng cũng là cường giả trực giác. Ta nắm chắc. Dumera cười nói, có cái đại sự gì kiện sẽ cho ngươi nhắn lại, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Siberton cười, giơ ngón tay cái lên, không vâng A, người khác cần hội giao lưu đến hiểu rõ các liên bang khác biệt phong cách. Silian không cần đâu, coi như cần hội giao lưu cũng căn bản không cần như vậy giống trống khu chiên. Chẳng lẽ tự mình không thể ước hội giao lưu à, nàng cùng Romero mấy người tới, rất lớn trình độ đều không phải vì hội giao lưu cùng siêu phạm cơ giáp, đây đều là thêm đầu, chủ yếu là muốn nhìn một chút Silian muốn làm gì, nhất là Lý Hạo cũng tại, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, chuyện như vậy như thế có thể bỏ lỡ đâu. Chương 288, Lý ca tinh tế mặt bài Hỏa thần chiến đội trụ sở, bọn hắn đến tương đối sớm, làm hỏa tinh chân thần, lan Vương Bác Star là siêu cấp thần tượng, lúc này ngay tại khai chiến đội hội nghị, chỉ có Bác Star ngồi, những người khác chỉ có thể đứng, đây cũng không phải Bác Star rất ngông cuồng, mà đây vốn là hỏa tinh quy cũ. Bác Star thân thể cho người ta rất khỏe mạnh cảm giác, nhưng cũng không phải là loại kia đặc biệt to lớn loại hình, cổ phi thường ngắn cả người ngồi ở chỗ đó liền thành một khối, cho dù là không có gì biểu lộ đều có một loại rất hung khí thế. Mặc dù trong quý thi đấu đành phải cái thứ hai, nhưng không người dám khinh thường bác S8 phong thần một trận chiến mặc dù chiến thắng, nhưng bác Sa cũng lưu lại ám thương, S9 năm đó khí lực va chạm cũng làm cho thương thế không có hoàn toàn tốt, hai năm này một mực tại khôi phục, cho nên bác Sa cũng không không có trong quý thi đấu thời điểm phát lực, đối với hắn và hỏa thần chiến đội đến nói, điều này cũng không có gì ý nghĩa. Toàn lực nhất định là muốn lưu tại S thi đấu, nhất là năm nay, không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Hỏa thần sở dĩ mạnh, không riêng gì bác Sa, còn có đội viên, đều là năm đó thiên khải thành viên, đây cũng là bọn hắn có thể cầm xuống S8 nguyên nhân. Chỉ là S thi đấu thực tế quá khó, tăng thêm ti tàn cái này gậy quấy phân heo, để người sao hỏa tại S thi đấu tiến trình phi thường gian nan, bác Sa cũng tổng kết vấn đề, điều thấp, ẩn nhẫn, chờ đợi một kích trí mạng cơ hội, đây cũng là hắn hai năm này yên lặng một cái lý do, nhất định phải nhường ra đầy đủ đồ vật, mới có thể để cho đối thủ cho rằng hắn cũng liền như thế, chúng mũi tên chi, đại nhiệt hẳn phải chết. Bỏ được, là một môn học vấn. S11 là một cơ hội, mặt trăng hiện tại thành chúng mũi tên chi, hỏa tinh Romero cũng hấp dẫn đầy đủ ánh mắt, là hắn hoàn thành thần tích thời điểm. Hắn tự nhận cơ hội cao tới 7-8 phần, thế nhưng là làm sao đều không nghĩ tới, nằm đó hai đại ác mộng vậy mà cùng một chỗ tái xuất ép thi đấu, trực tiếp đem nước quấy đục. Lần này hội giao lưu hắn vốn là muốn cự tuyệt, dù sao nhẫn lâu như vậy, nhưng nghĩ tới Silian tính cách, nếu như bỏ lỡ, có thể sẽ bỏ lỡ không ít thứ, bởi vì Silian đối thủ lớn nhất không phải hắn, mà là người kia. Lão đại, lấy hai người bọn họ ân oán, khẳng định không có quay về chỗ trống, Silian tại sao gọi là hắn đến. Ta cũng kỳ quái, nếu như không có người kia, hiện tại khả năng liền chính là Silian chế bá thiên hạ thời đại. Nhưng cảm giác hiện tại giống như là đổi một người đồng dạng. Ta nhìn hắn phỏng vấn, cùng một chút đưa tin, trên thân nhìn không ra bất luận cái gì sát khí, hai người biến hóa đều rất lớn. Đến Hải Long học viện, cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy Silian, bác ta biết, theo trong xương cốt, trường người kia, Silian chướng mắt bất luận kẻ nào, cho dù là đoạt được S thi đấu hắn, mà xít cùng Van Let cũng giống như vậy, mà loại thái độ này cũng thật sâu kích thích bọn hắn, nhân loại tồn tại ngũ đại nhu cầu sinh lý nhu cầu, an toàn nhu cầu, xã giao nhu cầu, tôn nghiêm nhu cầu, bản thân thực hiện nhu cầu. Bởi vì niên kỷ cùng lịch luyện quan hệ, cơ bản đều ở giai đoạn thứ tư. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, hiện tại lại lần nữa trở lại năm đó đánh cờ trạng thái, người sao hỏa chính là dựa vào chiến lược để thợ săn cùng Shadow Whistle sống mái với nhau trong khe hẹp cuộc khởi, hiện tại cũng giống như vậy. Năm năm không gặp, hai người này cùng ngạo cũng không có suy giảm, kỳ thật, lấy tính cách của bọn hắn, như thế nào lại cải biến. Silian bên kia ta đến xử lý, các ngươi muốn làm chính là khắc chế, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bastar nói, lão đại, muốn hay không cho bọn hắn chấp chấp lửa, Silian năm đó thế nhưng là kém chút bị đánh chết, cảm giác chấp tay liền bạo. Đừng có bất luận cái gì ngu xuẩn động tác, càng không được nghĩ đương nhiên đi thao tác cái gì, năm đó sở dĩ có thế thành công, cũng là bởi vì Silian cùng Nam Cung Vũ Hàng đều cảm thấy nắm vững thắng lợi, tiểu động tác vô dụng, chờ bọn hắn chính mình phạm sai lầm. Bác Sa nói, nhưng là trên mặt lại không nhìn thấy bất luận cái gì nhẹ nhõm. Loại tâm tình này bên trên thấp ấu thủ đoàn sẽ bị chế giễu, mà lại Nam Cung Vũ Hàng cùng Silian đều mắc phải sai lầm, thế nhưng là người kia không có, chưa từng có, thậm chí hắn đều không rõ ràng người này nhược điểm là cái gì. Vô ý thức hắn là né tránh. Nam Cung Vũ Hàng là giả tâm, giả tâm sẽ che mê hai mắt, Silian là ngạo mạn, nhưng là người kia. Dục vọng, giả tâm, tham lam, danh vọng. Người bình thường trên thân có thể bị nhầm vào, bị đào móc nhược điểm, đều tìm không ra đến, thậm chí không biết nên làm sao nhằm vào. Mà lại mỗi lần muốn làm chút gì thời điểm, đều sẽ cảm giác được sẵn cả tóc gáy nguy cơ, đây chính là năm đó người kia cho người sao hỏa cảm giác, năm năm trôi qua, gia hỏa này làm ra cái con rối thời điểm, bác ta nhưng thật ra là vui vẻ, bởi vì loại này làm thần bí làm náo động liền đại biểu cho dục vọng. Đại biểu nhu cầu, một khi mặc lên gông xiền, không phải muốn giải khai liền có thể cởi ra năm đó hắn đoạt được ép thi đấu về sau cũng là như thế sau đó vẫn thế liền thay đổi cho nên hắn vững vàng hai năm tích lũy chính mình lắng động chính mình một lần nữa chờ cơ hội thế nhưng là khi hắn coi là người kia đi lệch thời điểm nhưng lại phát hiện người kia đối với chuyện này cũng không thèm để ý thế nhưng là hắn tại sao phải làm chuyện này đâu động cơ hoàn toàn không rõ cảm giác là tại làm nhiệm vụ tùy tiện làm 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 chơi cái này liền để người rất tuyệt vọng. Hắn lúc nào đến? 3 giờ chiều đến. Rất tốt, đến lúc đó cùng một chỗ nên đón một chút. Các đội viên sửng sốt một chút, đều có chút không vui lòng, có phải là quá cho hắn mặt mũi rồi. Bác hung mặt ổn định lại, khóe miệng nổi lên một cái đường cong, dù sao cũng là thiên khải vương, mặt mũi này là muốn cho. Romero bên kia. Hắn càng hiểu. Sói, vì con mồi, cái gì đều có thể nhẫn. Mà đàn sói vì cùng chung mục tiêu, là có vượt quá tưởng tượng ăn ý, nằm đó có thể làm đến, hiện tại yên nguyên có thể làm được, kỳ thật Romero càng chủ động. Hải Long chiến đội kỳ thật đối với Hải Long học viện học sinh đến nói đều có chút thần bí. Bọn hắn cũng không biết Silian vậy mà đã sớm nhập học, chỉ là một mực không lộ ra trước mắt người đời, sau đó liền một tiếng hót lên làm kinh người, Hải Long đội viên đều là đặc biệt chiêu, Trước kia một mực yên lặng không nghe thấy, nghe nói một mực tại một cái đặc biệt lớp dự bị bên trong. Chiến đội trong phòng, Lệ Hướng Sơn đã đợi chờ đã lâu, những người khác lần lượt đến, đối với cái gì hội giao lưu, hiển nhiên những người khác căn bản không có coi ra gì. Davadric sau khi tới an vị ở nơi đó không nói một lời, hắn có bệnh tự kỷ, dường như rất nhỏ ngôn ngữ, bình thường nhìn xem như cái cương thi. Chỉ có thời điểm chiến đấu mới có điểm sinh khí nhưng không ai nguyện ý cùng hắn đối mặt, có một đôi có thể nhìn thấu lòng người con mắt. Si ra thì đang nghe ca, hắn là ác trung thực phan hâm mộ, cũng không thế nào nói chuyện, là Hải Long chiến đội toàn diện tay, lệ hướng sơn phi thường rõ ràng, cái này toàn diện là thật toàn diện. Cơ Linh đang chơi đao, tay trái tay phải cắt một thanh, đang chơi vật nhau, đâm quên cả trời đất, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo thú vị mười phần nụ cười. Lệ hướng sơn cũng là Shadow Whistle đội viên, cũng không lạ lẫm nhưng năm năm này bọn hắn cũng không cùng một chỗ rất hiển nhiên lệ hướng sơn đã dần dần biến thành người bình thường mà mấy cái này sa đồ uýtstô hạch tâm lại tại một con đường khác bên trên càng chạy càng xa lệ hướng sơn rõ ràng từ trên người bọn họ cảm nhận được sát phạt chi khí đây là dính đủ nhiều máu mới có thể có lệ khí bỗng nhiên ba người đều ngẩng đầu một lát sau tiếng bước chân vang lên anita đến vẫn là như vậy ưu nhã vũ mị nhìn thấy lệ hướng sơn lộ ra nụ cười sơn ca lão bản phân phó buổi chiều muốn nên đóng một chút thiên kinh cơ võ lệ hướng sơn gật gật đầu ngoại nhân sẽ cảm thấy kỳ quái nhưng bọn hắn không có cảm thấy có gì không ổn một khi bên người xuất hiện thiên khải người nhất là làm số lượng tới trình độ nhất định thời điểm tất cả mọi người sẽ tự động trở về đến thiên khải trạng thái có lúc đều có chút hoảng hốt đến cùng cái nào là chân thực muốn huy động một chút sao? Lệ Hướng Sơn hỏi, ở bên trong Hải Long chiến đội, Anita phụ trách nội bộ cùng một chút đặc thù sự vụ, đối ngoại đều là Lệ Hướng Sơn phụ trách, ba người khác căn bản không quản sự tình. Không cần, Lý Ca cũng không thích loại này hư đầu ba não, mấy năm này một mực đang nghĩ niềm tình hắn a. À? Anita liếm môi một cái, ánh mắt vậy mà mang theo một loại nguy hiểm chờ mong, này tưởng niệm không phải kia tưởng niệm muốn hay không để ta thử trước một chút. Cỡ Linh cười nói. Lệ Hướng Sơn hơi nhíu mày, bây giờ không phải là Thiên Khải, có chút phi pháp thủ đoạn không quá hợp thời nghi. Đừng tìm đường chết, lão bản đã thăm dò qua, ngươi làm lão bản thật nhàn rỗi không chuyện gì muốn đích thân đi một chuyến địa cầu, ngược lại là lão bằng hữu của ngươi cũng tới, các ngươi có thể thật tốt thân mật thân mật. Anita cười nói. Hắc hắc, thật rất muốn niệm gia hỏa này a. À? vừa nghĩ tới hắn lại còn không chết. Ta đi ngủ đều có thể cười ra tiếng. Năm đó cơ linh toàn thân xương cốt hơn 100 chỗ vỡ vụn, khôi phục liền hoa thời gian hơn 2 năm, chỉ là ngẫm lại đều đau ngủ không được. Đạt ngói, trong đội ngủ cái kia tiểu mập mạp ngươi đừng đụng, giao cho ta. Anita bỗng nhiên nói. Cương thi giống nhau Davadric mở mắt ra, tự hồ nhiều hơn mấy phần sắc thái, nhìn xem Anita, tự hồ biểu thị nghi hoặc. Người nếu là nhàm chán có thể làm làm những người khác, người này tạm thời không thể đụng vào, còn có lão bản nói, hạ thủ chú ý một chút, hiện tại các ngươi đều là đường đường chính chính học sinh. Phải có cái học sinh hình dáng, đừng làm cùng cái cùng ma giống như, cùng cơ linh học một ít, muốn cười cười một tiếng, đến, cùng ta học, cười. Anita nhìn xem Sira cùng Davaric, Sira còn tốt một điểm, nhưng là Davaric. Anita một trận ác hàng, được rồi, ngươi đem miệng nằm lên đi. Mặt trăng cản vũ trụ phồn vinh trình độ nhìn mà than thở, lít nhà lít nhíp phi thuyền ngay ngắn trật tự không ngừng ra vào, mu phi gia tộc ngưu bức địa phương ở chỗ, Silian lại có chính mình thuyền riêng vị, đây cũng không phải là có tiền vấn đề, cũng nói, loại này đại gia tộc đối với núp thể chế thẩm thấu, đương nhiên mấy trăm năm điểm này cũng không có biến hóa quá lớn. Toàn bộ lữ trình phi thường thoải mái, thoải mái mã long bọn người không nghĩ xuống tới, một đường vip thông đạo, dần dần đám người cũng tỉnh táo lại, bọn hắn không phải đến du lịch. Thình mạng bọn người vẫn là vô cùng vui vẻ, trên đường đi đều nói đùa không ngừng, dạng này lữ hành không có nữ hài tử có thể ngăn cản, chu nại nhất cũng không ngoại lệ, lý hạo bọn người cũng là nhìn thấy chu nại nhất buông lỏng, cảm giác thiên kinh cơ võ chiến đội bận rộn nhất chính là nhất tỷ, trừ muốn tăng lên chính mình, còn muốn bận trước bận sau, dù sao có cái vung tay trưởng quỷ, nàng mặc kệ. Chiến đội liên loạn nhưng là ra đến bên ngoài, chu nại nhất liền mặc kệ, nàng biết, đây là lý hạo thế giới. Thân ái các lão bản, tiểu lý lại muốn bắt đầu trang bức, có phải là muốn lên cường độ? Chương 289, Hải Long Đám người xuất trạm, nhìn bốn phía, Hải Long bên kia hẳn là có người tiếp trạm đi liền xem như núi đao biển lửa ta đều có chút không kịp chờ đợi. Hoắc ưng nói, đây là ta lần đầu tiên tới mặt trăng đáng tiếc. Mã Long vỗ vỗ Hoắc ưng, không có chuyện, lão Hoắc, về sau có rất nhiều cơ hội. Ha ha, ta cũng là lần thứ nhất, hoàn cảnh nơi này là thật tốt, khó trách nhiều người như vậy muốn di dân nơi này. Mọi người xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà nhìn phía xa địa cầu, cái kia to lớn màu xanh thẳm lớn viên, cảm giác này xác thực rất thoải mái. Ngươi ngược lại là rất bình tĩnh. Trước kia tới qua. Chu nại nhất hỏi. À, không có, lần thứ nhất. Lý Hạo lắc đầu, cước đạp thực địa là lần đầu tiên, nhưng cái khác phương thức hắn ngược lại là tới qua. Chu nại nhất gật gật đầu, nhìn bốn phía, nhìn thấy hoang nghênh thiên kinh cơ võ bản hiệu, bên trái, hải long người đến không. Đám người đẩy hành lễ hướng bản hiệu phương hướng đi đến, vốn cho rằng là hải long người của hội học sinh kết quả bọn hắn vậy mà nhìn thấy lệ hướng sơn nhất thời tất cả mọi người đều có điểm không không hiểu đây là tình huống gì chẳng lẽ chỉ là lớn lên giống bắt đầu thất tinh nhất có mặt bài lệ hướng sơn vậy mà tự mình tới đón tiếp bọn hắn lệ hướng sơn liếc mắt ngay tại trong đám người nhìn thấy lý hạo như là trăng sáng nhô lên cao quần tinh ảm đạm hoàn toàn không cần đi tìm kiếm đương nhiên cái này hoàn toàn là lệ hướng sơn cảm giác kỳ thật cho dù là hắn cũng nhìn không ra cái gì ở trong mắt người bình thường lý hạo đại khái là cùng tả tiểu đường không sai biệt lắm lệ hướng sơn chủ động nên đón tiếp lấy trước kia thiên khải lệ hướng sơn chính là cái thông thấu người lập trường không cách nào cải biến phải đánh thế nào liền làm sao đánh nhưng có một cái khả kính đối thủ cũng là nhân sinh chuyện may mắn hoan nghênh mọi người đến mặt trăng ta là lệ hướng sơn hành lễ có thể giao cho chúng ta mời tới bên này Lệ hướng sơn cười nói, Lý ca, đã lâu không gặp. Lý hạo gật gật đầu, đi thôi. Lệ hướng sơn mỉm cười, cảm xúc thậm chí có chút kích động, nhưng đến bên miệng còn là nuốt xuống. Lúc đầu nghĩ các loại miệng này trang cái bức mã Long cũng lộ ra có chút câu nệ, những người khác liền không cần nói, lệ hướng sơn cũng là hoắc ưng thích nhất mấy cái trọng trang một trong, chân chính ép thi đấu đại lão. Lệ hướng sơn không có dài dòng, hải long các học sinh đều đang quan sát Lý Hạo, những người khác là chính mình tiến về hải long chỉ có cái này thiên kinh cơ võ là bọn hắn tới đón đứng không chỉ có như thế còn là hội học sinh phó chủ tịch lệ hướng sơn tự mình dẫn đội đây là bao lớn mặt mũi mà lại người này rõ ràng niên kỷ nhỏ hơn tại sao gọi là lý ca mà người địa cầu này thật tốt trang bức dĩ nhiên cũng liền như vậy gật gật đầu bệ vệ nhận quá kỳ quái chỉ có điều lệ hướng sơn phi thường có uy vọng hải long học viện học sinh còn là nhẫn nữ sinh muốn so nam sinh mẫn cảm nhiều chu nại nhất tại trong quý thi đấu đã từng gặp qua lý hạo ở bên ngoài mặt bài chỉ là không nghĩ tới đến mặt trăng còn dùng tốt như vậy thậm chí càng dùng tốt hơn đàm tử diên thịnh mạng cùng lục linh tiêu lại là lần thứ nhất một đường này các nàng lại mở mang hiểu biết lúc trước mã long cùng thịnh mạng nhất định phải tổ chức quan hệ hữu nghị thời điểm lần thứ nhất thấy lý hạo gia hỏa này vẫn là đến trễ nguyên nhân là đưa giao hàng đi Lúc ấy cái kia tòa hạ liền bắt đầu ăn người, cùng trước mắt cái này cùng lệ hướng sơn cùng một chỗ tiến lên, là cùng một cái sao. Một trong bắt đầu thất tinh lệ hướng sơn, mặt trăng trường quân đội đỉnh tim đại thần, ở trước mặt Lý Hạo lại phi thường cung kính, ở địa cầu bên trong gia đình bạo ngược cùng ở bên ngoài mặt bài còn là có không đồng dạng lực trùng kích. Lục Linh Tiêu rất kích động muốn nói cái gì, nhưng là một bên đàm tử viên nhẹ nhàng lôi kéo, Lục Linh Tiêu le lưỡi, đội trưởng thật là lợi hại bộ dáng không hiểu rõ a à, lệ hướng sơn khí tràn thực tế quá nặng đi tất cả mọi người có thể nhìn ra được hải long học viện học sinh đối với tôn trọng của hắn nhưng theo học viện bên trên nhìn thiên kinh cơ võ khoảng cách hải long còn có rất lớn khoảng cách thậm chí vì cái gì mời thiên kinh cơ võ đều không làm rõ ràng được cho nên đội ngũ một nhóm đều tại cái quỷ dị này trong không khí tiến lên lý hào không nói lời nào lệ hướng sơn không nói lời nào những người khác giống như đều không dễ nói chuyện, cũng may ngoài cửa sổ cảnh sắc phi thường đẹp, nhiều năm như vậy mặt trăng kiến tạo đã hướng nhân loại trước kia ảo tưởng thành thị phương hướng thực hiện, có thể xưng vô hạn năng lượng mặt trời hoàn toàn điều chỉnh thành phố này vận chuyển, hiệu suất cao hoàn bảo, thể hiện mặt trăng thực lực tổng hợp. Dạng này thành thị tuyệt không vẻn vẹn là đẹp mắt, tất cả mặt trăng thành thị đều là công phòng nhất thể, thời gian chiến tranh tùy thời có thể biến thành tư thế công kích, nguồn năng lượng tùy thời điều động, mặt trăng một thể phối hợp thêm cường đại vũ trụ thành liên phối hợp phòng ngự mặt trăng có thể nhìn thành một cái siêu cấp pháo đài đương nhiên những này đều không có đạt được nghiệm chứng chỉ là một mực có dạng này nghe đồn hải long học viện biển không phải địa cầu cái kia biển là tinh thần đại hải ngụ ý là thông thả tại tinh thần đại hải bên trong cự long mặc dù là năm nay mới đăng đỉnh trong quý thi đấu nhưng hải long học viện bản thân một mực vững vàng mặt trăng trước mười thật đỉnh tim học viện, cứng mềm một thể, Mã Long bọn hắn liền xem như tương đối thường xuyên, nhưng là xem xét Hải Long học viện tình huống. Thật phát hiện có chút đồ nhà quê vào thành cảm giác, cái này cũng không có cách nào, mặt trăng lúc trước kiến tạo thời điểm liền muốn đánh vỡ vốn có công xiền, hết thảy hướng tiên tiến nhất lý niệm, bắt đầu phi thường gian nan, nhưng cuối cùng hoàn thành thời điểm, bày ra lực lượng chính là địa cầu cùng hỏa tinh không cách nào đuổi theo. Lý ca, nơi này là các ngươi ký túc xá, có bất kỳ vấn đề đều có thể gọi điện thoại gọi chúng ta, những chiến đội khác đều đến, sau nửa giờ chúng ta tại lễ đường tập hợp, lần nữa hoan nghênh mọi người tham gia lần này hội giao lưu. Lệ Hướng Sơn nói, tạ ơn. Lý Hạo nói, quá khách khí. Lệ Hướng Sơn cũng không có quyết lắm điều, mang theo những người khác rời đi. Đám người đánh giá trước mắt xuống hẹp bên trên rộng, giống như là cái hình khuyên cây nấm lớn kiến trúc, một trận hiếu kỳ, chờ lệ hướng sơn bọn hắn vừa rời đi, lập tức kìm nén không được tính tình, nhau nhau tiến vào thang máy. Thang máy đi ra một cái công cộng khu vực, ăn uống khu, khu nghỉ ngơi, ảnh âm vực, đọc khu, hoạt động khu, đầy đủ mọi thứ, tầng cao nhất là vần quanh ký túc xá, một người một gian, ước chừng một trăm bình tả hữu, rơi xuống đất cửa sổ lớn cảnh sát chung quanh nhìn một cái không sót gì. Đến ban đêm còn có thể nhìn tin không? mặt trăng chia làm vĩnh dạ cùng vĩnh trú hai cái khu vực nhưng trải qua cải tạo về sau vĩnh dạ cũng sẽ định thời gian cấp cho ánh nắng đương nhiên đều là cần thiết một chút khu vực đặc biệt là vĩnh viễn bao phủ trong bóng đêm mà vĩnh trú khu là người mặt trăng chủ yếu khu cư trú bất quá ngày đêm là từ đa li van thương khung hệ thống khống chế lấy xứng đôi cuộc sống của con người quen thuộc tại trên mặt trăng thời tiết cũng là tất cả đều là nhân công điều phối định kỳ mưa xuống tuyết rơi chờ một chút một năm bốn mùa biến hóa, đều là phân chia. Từ một loại nào đó góc độ, mặt trăng đạt tới đã từng trước kia nhân loại trong giấc mộng lý tưởng nước, một khi quen thuộc mặt trăng sinh hoạt, đi chỗ nào đều giống như nguyên thủy bộ lạc. Trong phòng lấy ánh sáng cũng là tự động điều tiết, pha lê lại còn mang theo giả lập hình ảnh công năng, tả tiểu đường làm một thâm niên trạch nam, đối với các loại trạch trang bị là phi thường quen thuộc, tại hắn điều chỉnh xuống, pha lê tia sáng biến mất, nháy mắt biến thành buổi hòa nhạc hiện trường bối cảnh thân lâm kỳ cảnh một hồi lại biến thành bờ biển đem ghế kéo tới quần áo cởi một cái mở ra nước trái cây quả thực chính là tại bờ biển nghỉ phép tiếng sóng biển cùng hải âu gọi tiếng lười biến tả tiểu bàn đều muốn ngủ một hồi hoắc ưng ngã chổng vó nằm ở trên giường lớn quả thực cái này chỗ nào là ký túc xá a à, người so với người tức chết quỷ không phục a à, mã lão sư không quên ngay lập tức tự chụp thâm tình mỗi một ngày tuyệt không quyệt canh phát xong về sau liền đang chờ hồi phục hừ hừ nhanh lên lai like, nhanh phát biểu mau tới ao ước ca liền nam sinh đều như vậy liền càng đừng đề cập nữ sinh các nữ sinh muốn so nam sinh có trật tự nhiều buông xuống đồ vật ngay lập tức tắm rửa thay quần áo một hồi còn muốn tham gia hoạt động hình tượng này là tuyệt đối không thể thua thịnh mạng bọn người khả năng còn muốn hóa cái trang cái gì dù sao đại biểu cho thiên kinh cơ võ nhang giá trị không thể thua a à, mới vừa tới trên đường mấy cái kia mặt trăng tiểu nữ sinh tốt ngạo kiều bộ dáng các nàng cũng kích thích đấu chí chờ xuất phát tới trước cái mỹ mỹ tự chụp sinh hoạt nghi thức cảm giác không có chút nào có thể thiếu chu nại nhất đến không có nhiều như vậy động tác nhanh chóng tắm rửa xong đổi thành sạch sẽ gọn gàng đồng phục đối với tấm gương nắm chặt lại nắm đấm chu nại nhất cố lên Người nào đó vừa phát xong tin tức, nhìn một chút bốn phía, trọng đạo bộ dáng nhìn một cái không sót gì, ngày mai A Du Du cũng muốn đến A, à, ngẫm lại trong lòng đều cùng uống mật đồng dạng. Ôi nha, ngươi như vậy giống trống khu chiên thật không có chuyện gì sao? Học trưởng, mặt trăng bên này còn tốt một điểm, học viện bên kia sẽ phụ trách quản khống, chúng ta chạm mặt, ngươi không nên động làm, hết thảy để cho ta tới. A Du Du cười nói. Ngươi nói như vậy, ta có chút không chắc nhi hoặc là chúng ta dứt khoát trước hết ẩn giấu đi ta còn không sợ ngươi sợ cái gì a à, du du chu miệng nhỏ nói lý hạo đồng học cảm giác chính mình mỗi ngày đều tại gặp đẹp liên hoàn bạo kích tại mặt trăng thời điểm a à, du du cơ bản không ngụy trang a à, du du lo lắng làm lớn chuyện người trong nhà sẽ trừng trị nàng lý hạo lo lắng làm lớn chuyện phòng ngủ sẽ đem hắn diệt bất kể nói thế nào Tô Ngọc hiện tại trận một con nhắm một con mắt còn là cho hai người rất lớn tiện lợi. Lý Hạo gần nhất đào mỏ đào rất chịu khó, thế nhưng là không có gì thu hoạch. Muốn vào hầm ngầm căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động đi vào buổi diễn ác chiến. Hắn gánh vác được, hắn phụ thể cự trùng cũng gánh không được. Những này chó côn trùng tại nhằm vào a à, khó về khó đồ vật hay là muốn nghĩ biện pháp giải quyết chỉ là phải tốn thời gian. Nửa giờ nhanh chóng, mọi người tại lầu một tập hợp mỗi người đều rực rỡ hẳn lên đám người nhìn về phía lý hạo rối bời tóc cảm giác cái gì cũng không có làm ở phía dưới chờ cũng là cùng đi nghênh đón thiên kinh hải long nữ sinh mặt trăng nữ sinh trên thân tự mang một loại tinh xảo khí tức dáng người thon dài phi thường vẻ đẹp quần áo trên người cũng tương đối phụ trợ loại khí chất này các vị mời đi theo ta mã long chẹp chẹp đầu lưỡi đẩy vũ tàng vóc người này thật nai sờ lão tứ suy nghĩ một chút cảm giác ngươi đối với địa cầu mùi tử không hứng thú mặt trăng cũng có thể vũ tàng dở khóc dở cười lắc đầu ngươi dạng này không được muốn khai khiếu sức mạnh của ái tình là phi thường vĩ đại ngươi nói ngươi thích gì dạng ta giúp ngươi tìm phải tin tưởng lão sư liền hạo ca dạng này đều có thể tìm tới vũ tàng ánh mắt kiên định không cần Chương 290, đơn giết vương giả cơ hội, cảm tạ phong hỏa mưa bụi lão huynh hết sức ủng hộ. Đối với đẹp, mã lão sư từ trước đến nay là phi thường thưởng thức, mỹ lệ không biên giới, nếu như không phải thịnh mạng tại, hắn không thiếu được muốn bạo động một phen, thêm cái điện thoại luôn luôn muốn. Nữ sinh ở phía trước dẫn đường, nhưng thỉnh thoảng quay đầu nhìn lén Lý Hạo, nhìn lén đã có chút rõ ràng. Arin, có vấn đề gì sao? Chu nại nhất hỏi. Arin vội vàng khoác tay, không có, những chiến đội khác đều đến, xế chiều hôm nay mọi người trước nhìn đụng đầu, đem hội giao lưu nhật trình an bài một chút. Tại Hải Long trong khoảng thời gian này, ta là mọi người chuyên môn quản gia, có bất kỳ vấn đề đều có thể lưu cho ta nói, 24 giờ chờ lệnh. Mã lão sư tao lời nói đều đến bên miệng, còn tốt tỉnh táo nuốt trở vào, cái này muốn nói không nên nói, lần này ngày nghỉ đại khái liền có thể ở trong địa ngục vượt qua đồ ăn chuẩn bị phong phú một điểm lý hạo nói vâng lý hạo đội trưởng thiên kinh cơ võ là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất hội trưởng cùng phó hội trưởng đều có căn dặn arin cung kính nói arin ngươi là tân sinh sao thịnh mạng tò mò hỏi ta năm nay năm thứ ba đại học theo chúng ta đồng phục trên bờ vai ngôi sao cũng có thể thấy được đến năm nhất là một ngôi sao cái kia phía dưới ngươi cái này khoảng có ý tứ gì? Lục Linh Tiêu hỏi. a à, ta là hội học sinh bộ trưởng, sẽ thêm một cái gạch ngang. Arin cười nói. Đám người ngẩn người, mỗi cái chiến đội đều phân phối một cái bộ trưởng sao? Không có, chỉ có thiên kinh cơ võ cùng thiên tinh cơ võ có, toàn bộ Hải Long học viện chỉ có bốn cái bộ trưởng. Arin nói, chúng ta đều là lần thứ nhất thấy hội trưởng như thế cẩn thận đối đãi một người. Lý Hạo đội trưởng nhất định là hội trưởng chúng ta hảo bằng hữu. Lý Hạo cười ha hả, cái này nếu là biết hắn kém chút đem Silian đập chết. Cảm giác trong cơm đều muốn hạ độc. Tại Hải Long học viện, Silian chính là cái từ từ bay lên truyền thuyết, tất cả mọi người hy vọng hắn có thể đem Hải Long học viện mang lên đỉnh phong. Đám người đập lên tự động truyền thâu mang, rất mau tới đến một cái cự hình nắm kiến trúc. Trong đại sảnh, bảy tám chục người ở vào một loại phi thường quỷ dị không khí bên trong nhìn xem rất hòa thuận lại phân biệt rõ ràng silian còn chưa tới nhưng hải long đội viên khác đều đến bọn hắn còn có tita thiên tinh cơ võ cùng van Lét vĩnh hằng ép cùng một chỗ người có tên cây có bóng van Lét không hề nghi ngờ là tất cả mọi người tiêu điểm dù sau năm ngoái mơ vơ hờ năm nay cũng gánh vác vệ miệng sáng tạo lịch sử nhiệm vụ đồng dạng mọi người cũng tương đối quen thuộc Vanlet cùng Anita, Tita chuyện trò vui vẻ, trong khi nói chuyện còn là mang theo một loại khí ngạo nghễ, năm đó tại Thiên Khải thời điểm, Vanlet chính là người nổi bật, năm năm trôi qua, Vanlet đã là Thiên Vương Vanlet, Đường Kim cơ giáp giới N0.1, đồng thời cũng là nhân khí N0.1, hắn tới đây là cho đủ Cilian mặt mũi, đương nhiên chỉ là Cilian mặt mũi hiển nhiên không đủ, mục tiêu của hắn là cái khác. Tita, ác tiểu tiểu thư cái gì tới? Van cười nói, lần này tới người có chút lộn xộn. Có cần địa phương cứ mở miệng. Hành trình của nàng xuất quỷ nhập thần, ta nhưng nắm giữ không được. Ti ta nói, hai nữ sinh đều có thể nhìn ra được Van Lét nhiệt tình, đáng tiếc, không có gì dùng. Đối mặt đương kim cơ giáp giới đệ nhất nhân cường đại lực áp bách, an bọn người rất yên tĩnh, vô luận là ở đâu cái vòng tròn, thực lực quyết định địa vị, ép thi đấu MVP, kia là phi công vinh dự cao nhất bọn hắn là không có tư cách gì anita thì là trên mặt nụ cười hai người gặp mặt căn bản không có sách thiên khải sự tình nàng đã bản thân cảm nhận được van lét cải biến cùng cường đại tự tin chỉ có thể nói lúc dời thế dễ thời đại thay đổi hiện tại là đối phương thời đại một khi đến dạng này vị trí còn sách chuyện trước kia chính là đánh mặt mà lại cũng là biểu hiện không tự tin đều nói người địa cầu thích nội chiến kỳ thật sai nhân loại đều giống nhau Van Lét cũng nhìn thấy rất nhiều lão bằng hữu, thiên khải, nói như thế nào đây, những người khác để ý là bởi vì bọn hắn còn đang bò núi, đối với hắn cái này đã đến đỉnh núi, gặp qua trên núi phong cảnh người, đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì, đều chỉ là đối thủ mà thôi. Toàn bộ hội trường, nút bên này có được sân nhà ưu thế, đồng thời cũng là lớn nhất một khối thế lực. Hỏa tinh Romero cùng Lan Vương Baxter 20 người đoàn đội chiếm một khối vị trí, hỏa tinh nội bộ ba sói đấu phi thường lợi hại, riêng phần mình có phe phái đại biểu, ba người thực lực năm đó tại thiên khải thời điểm liền không sai biệt lắm, phát triển mấy năm cũng giống như vậy, chỉ có điều bác star thời vận càng tốt hơn, cầm xuống một lần ép thi đấu quán quân, trổ hết tài năng, thu hoạch được Lan Vương xưng hào, nếu chỉ luận cá nhân thực lực, kỳ thật lẫn nhau có thắng bại. Ép thi đấu quán quân là có nhất định huyền học, thực lực chỉ là một bộ phận. Không có vận khí gia trị, cũng rất khó thu hoạch được, cái gọi là hùng bá thiên hạ, vương giả vô địch, là tương đương tương đương hiếm thấy, đây cũng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện liên quan chiến đội nguyên nhân. Lần trước quán quân, tại mới một giới đều là tất cả chiến đội trọng chú ý đối tượng, mấy vòng tiêu hao về sau, còn có thể bảo tồn thực lực căn bản không có, ai đến ép thi đấu cũng không phải trời sinh muốn làm vai phụ. Xem ra bọn hắn còn không có trở mặt. Romero thản nhiên nói. Van ngạo thì ngạo, là người thông minh, sách phi thường thanh, hắn cùng Silian cũng không xung đột. Thậm chí còn có không ít hợp tác địa phương, không thể trông cậy vào mặt trăng bên trong hao tổn, mặc dù ma không đến, nhưng trên bản chất cũng là sẽ không cùng Silian đối nghịch. Bác Star gật gật đầu. Silian lần này có chút ý tứ, trọng thương một lần, là có cải biến. Cho nên cái này náo nhiệt nhất định phải góp một chút. Bác Sa cùng Romero thanh âm rất nhẹ, Silian không có lớn như vậy mặt mũi, nói mời liền có thể mời được hỏa tinh mạnh nhất hai chi chiến đội, chỉ có điều Bastar cùng Romero đều có muốn tới lý do. Kỵ sĩ bàn tròn lẻ loi trơ trọi một góc, có chút lạnh tanh, trên địa cầu tuyệt đối xem như bên trên hào cường kỵ sĩ bàn tròn. Ở trong này thật cũng không có cái gì lực lượng, hơn nữa nhìn phê phong cách cũng không phải loại kia tùy tiện, cho nên toàn bộ chiến đội đều phi thường yên tĩnh chỉ là mọi người tại nhìn về phía van lét địa phương còn là tràn ngập kính sợ cùng ao ước dù sao tân khoa quán quân kia là mỗi cái chiến sĩ mỗi cái chiến đội đều khát vọng mục tiêu cuối cùng nhất nháo đằng là tas màu đen khu vực kêu trên cùng liên chi vũ trang đến hơn 20 người quả thực nháo đằng cùng chợ bán thức ăn titan tin người là giọng lớn liên chi vũ trang người là quá hưng phấn địa cầu quân trang lấy màu lam cùng màu lục làm chủ Mặt Trăng là lấy màu bạc cùng màu trắng làm chủ, Hỏa Tinh đương nhiên là màu đỏ làm nền sắc, TAS thì là lấy màu đen làm chủ nhạt dạo. Bọn hắn thuộc về người khiêu chiến, vốn là không sợ trời không sợ đất, không ít người nhìn xem van lét kích động, đây là cái đơn giết vương giả cơ hội a, à, ngươi làm sao không đến Mặt Trăng bên kia. Dumera cười nói, một thân túc xác màu đen quân trang phối hợp chính đầu thân dáng người để Dumera nữ vương khí chất huy sái vô cùng nhường nhuyễn nhùm màu trắng màu gà đầu cơ vũ quan ngay tại nhai lấy kẹo cao su nghe nói qua tranh quán quân không nghe nói tranh nhau làm tiểu đệ chuyện năm đó đều là lão hoàng lịch ngươi cảm thấy van lét bọn hắn để ý à ta nghe nói vũ trụ thành liên có một bộ phận người tại mưu cầu hoàn toàn độc lập dumera cười nói ta chỗ nào biết ta chính là một cái đại đầu binh dù sao xem ai không vừa mắt liền làm ai cơ vũ quan cười nói thèm nhỏ giải nhìn xem dumera Ráng tỉ, nghe nói ngươi còn chưa có bạn trai, nếu không, suy nghĩ một chút ta, tốt xấu chúng ta cũng là người quen biết cũ. Dumera sau lưng Titan chúng biến sắc, phàm là Dumera có cái ánh mắt, bọn hắn có thể đem tên tiểu bạch kiểm này xé thành mảnh nhỏ. Ngươi được không? Dumera ngược lại là không có chút nào sinh khí. Hẳn là trông thì ngon mà không dùng được. Ngươi chưa bao giờ dùng qua làm sao biết. Ta thích dũng mảnh nam nhân, ngươi dũng sao? Dumera vũ mị cười một tiếng. Ha ha, không nói những cái khác, luận dũng cái này một khối, chúng ta vũ trụ người thật không phải phiêu, không có phục qua ai. Cơ vũ quan vỗ bộ ngực nói. Vậy thì tốt, một hồi hắn đến, ngươi đi lên cho hắn một bàn tay, ta liền bồi ngươi một ngày, để ngươi muốn làm gì thì làm, thế nào? Dumera trong ánh mắt lóe ra sùng bái khát vọng ánh mắt, hết ngạo nhân dáng người, thâm bất khả trắc. Người chung quanh sắc mặt khác nhau, Attila nắm đấm đều nắm lại. Cơ vũ quan sát mặt biến đổi, nội tâm tự hồ lâm vào kịch liệt dãy dụ bên trong. Làm sao vậy, ta nói lời giữ lời. Dumera vũ mị cười nói, mà lại, ta vẫn còn chưa qua bạn trai, ngươi muốn làm cái thứ nhất sao? Cơ vũ quan nội tâm rõ ràng đang dãy dụa, cuối cùng vẫn là thở dài, rắn tỉ, ngươi quá ác, ta phục, lần này hội giao lưu, ngươi định đoạt. Dumera nụ cười thu liễm, đều là thiên khải, có người ra chiêu, nàng tất tiếp chiêu, lệ thuộc vào cùng một cái thi đấu khu, cũng nên phân cái lão đại đi ra. Trong lúc bất chợt, lúc đầu náo nhiệt đại sảnh dần dần an tĩnh lại, rất nhanh trở nên yên tĩnh một mảnh. Vanlet, Anita Romero, Baxter, Dumera, ô bọn người nhìn về phía cổng. Cửa mở, Arin đầy nhiệt tình cười, đến, mọi người mời đến, hội trưởng chúng ta rất nhanh. Nói một nửa, lời nói liền nói không đi xuống toàn bộ hội trường bất tri bất giác tràn ngập ra khủng bố tinh thần lực trường arin cảm giác hô hấp đều không trôi chảy lý hạo vỗ vỗ arin tạ ơn mã long bọn người rốt cục nhìn thấy đến từ thái dương hệ các cường giả đỉnh cao trên đường đi ra một lúc lâu nhưng giảng thật bọn hắn thật không có gặp qua như thế lớn việc đời tại trong quý thi đấu tốt xấu là người một nhà nhưng nơi này không phải hai cái thái dương hệ quán quân A, cái kia đẹp trai nhất ánh mắt sáng rực chính là Van Lét đi, thiên vương Van Lét, trước mắt cơ giáp giới đệ nhất nhân, vương giả phong phạm, phía sau là vương giả vĩnh hằng đội viên, mỗi người đối phương bên trên đối với có một cái vương miệng tiêu chí, đây là chỉ có quán quân mới có huân chương. Màu đỏ sậm quân phục cái kia là Romero, hắn đọc nhãn tiêu chí xác thực liếc qua thấy ngay, bên người cái đầu không phải rất lớn nhưng cho người ta một loại mạnh thú cảm giác chính là Lan Vương Bác Sa một vị khác ép thi đấu vương giả. Gợi cảm cao gầy màu đen nữ vương phong phạm tất nhiên chính là Ngân Thái Ti Titan đệ nhất mỹ nữ, tên hiệu Ngân Thái nữ vương không? Con mẹ nó đều là trước kia ở trên TV cùng trên điện thoại mới có thể nhìn thấy siêu cấp minh tinh A, à, mã long hung hăng bóp bóp chân của mình, muốn thanh tĩnh, thanh tĩnh, nhất định phải thanh tĩnh, ngẩng đầu. Ứng ừ ngực, vĩnh lên cái mông, đừng sợ.